Ngực, toàn thiếu khang liếc thấy, đẩy mỹ nhân trong lòng ra, đứng dậy chắp tay xin lỗi khách hứa, thật không tiện, thật không tiện, có khách tới nhà, xin lỗi không tiếp rượu được một lát. Một lão nhi mập ngồi đó cười hớn hở nói, ta không nghe lầm chứ. Là khách quý từ kinh thành tới sao? Không ngại gọi người ta tới cho mọi người cùng làm quen được chứ. Được, có lý, những người khác lập tức ồn ào hùa theo. mười 212, Độ Vân Sơn. Không hợp không hợp, toàn thiếu khang cười lắc đầu, rồi phất tay quyết đoán giặt, mọi người cứ ăn hết mình, uống hết mình, chơi hết mình đi, tất cả chi phí tính cho ta. Dứt lời, lão chắp tay cáo từ trong tiếng hô gọi. Lão cùng quản gia rời bách hoa lâu, chui thẳng vào trong xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Quản gia hô một tiếng, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh rời đi, toàn thiếu khang ngồi trong xe, hoàn toàn không giống kẻ vừa uống rượu, ham mê tử sắc, chỉ còn lại ánh mắt thâm trầm. Vội vã quay lại toàn phủ, chủ tớ hai người đến thư phòng trong nội viện. Quản gia Toàn Kiều lấy ra một phong mật thư kẹp trong một cuốn sách trên giá, đưa cho Toàn Thiếu Khang đứng trước bàn. Toàn Thiếu Khang đưa tay ra nhận lấy thư, xem xong, trả cho Toàn Kiều, đi tới bản đồ cả xích châu xem xét. Toàn Kiều châm lửa, mật thư hóa thành cho. Toàn Thiếu Khang di di ngón tay trên địa đồ, theo hướng này, hẳn là tới độ vân sơn đi. Căn cứ thời gian chạm dịch đưa thư tới, chắc xế chiều hôm nay mục tiêu có thể đến độ vân sơn. Đường bên đó không quá nhiều, qua được đó thì không nói chắc được nữa, quá nhiều tuyến đường có thể đi, không biết mục tiêu muốn đi đâu. Lão Kiều, lập tức đưa tin cho nhân thủ lập tức đặt trạm canh gác ở các nơi mục tiêu có thể đi qua, cần phải nắm chắc hành tung của mục tiêu. Tuy bề ngoài lão là phú thương Xích Châu ở nước Triệu, nhưng trên thực tế là thủ lĩnh điệp báo ti của nước Yến xếp đặt ở Xích Châu. Phú thương chỉ là thân phận bên ngoài thôi. Vâng, quản gia đáp lại, toàn thiếu khang chỉ chỉ ngón tay vào độ vân sơn, lập tức báo cho bên kia liên hệ với yêu nghiệt chiếm giữ độ vân sơn, bỏ số tiền lớn nhờ bọn họ ra tay đi. Cần phải giải quyết mục tiêu, nhớ kỹ, phải thật cẩn thận, không thể vì chuyện này mà bại lộ chúng ta. Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp, độ vân sơn, từ xa nhìn lại đã biết là nơi thế núi hiểm trở, mây mù vấn vít mờ mịt không tan. Nhóm người nghiêu hữu đạo đến gần sơn mạch, không theo quan đạo tiến tới mà phóng ngựa vào sâu trong rừng ẩn thân. Nhóm người nhảy xuống ngựa, nghiêu hữu đạo nói với mọi người, bồn ba suốt tới tận giờ, mọi người nghỉ ngơi ở đây một chút đi hắn quay lại nói với hắc mẫu đơn lát nữa người đi với ta một chuyến là được không cần tất cả phải đi hết tránh vạn nhất có chuyện xảy ra lại bị người ta bắt hết ngài cũng biết vạn nhất có chuyện xảy ra sao ta còn tưởng ngài không lo lắng gì cơ đấy hắc mẫu đơn chẳng biết làm thế nào đương yên đương lành đi chiêu chọc vào yêu nhiệt độ vân sơn làm gì không biết nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý muốn đi gặp khách mà có vẻ bụi bặm bơ phờ thế này cũng kỳ rửa mặt đi nghiêu hữu đạo bỏ lại một câu đi tới bên dòng suối ngồi xổm xuống rửa mặt. Hắc mẫu đơn cũng vội vàng đi theo, nhảy qua dòng suối, ngồi xổm đối diện với nghiêu hữu đạo, vừa rửa mặt vừa nhắc nhở, đạo ra, ta chưa từng đi qua độ vân sơn, không biết tình hình bên trong thế nào. Chưa từng đi thì giờ đi, không phải người có người quen sao, không quen lắm đâu, huống hồ, kẻ đó vẫn chỉ là tiểu yêu, phỏng trừng ở độ vân sơn cũng không có tiếng nói gì. Huống hồ độ vân sơn lớn như thế, ta cũng không biết tiểu yêu mình quen ở đỉnh núi nào, cũng không biết lát nữa có tìm được không. Không sao, đi vào rồi tùy cơ ứng biến. Hắc mẫu đơn không nói gì. Đây là vào trong sào huyệt của yêu quái đấy, có xảy ra chuyện gì, chạy cũng không thoát được. Hai người rửa mặt xong xuôi, quay lại trong rừng, như hữu đạo nói với viên phương, đưa 20 vạn kim phiếu cho ta. Cơ bản hắn không quen mang tiền, nhất là khi có người của mình bên cạnh, càng không mang theo nửa xu lẻ nào. Nói cách khác, khi hắn mua đồ, thường không có thói quen trả tiền, đều cầm đi thẳng, có người đi cạnh trả tiền cho hắn. 20 vạn, viên phương hơi cảnh giác, y đã sớm nhìn ra rồi, căn bản vị đạo gia này không có thói quen đem tiền theo bên người. Một hơi đòi 20 vạn, y đau lòng nghi ngờ hỏi, làm gì? Như hữu đạo thông thả quay sang nhìn, lạ nhỉ, ta muốn làm gì còn phải thông báo cho ngươi sao? Viên phương giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ lấy ra một sấp kim phiếu. Tiền như hữu đạo đưa từ đầu, cộng thêm 5.000 kim phiếu hắc mẫu đơn đưa, sau đó lại kiếm ra thêm 120 vạn kim phiếu ở trích tinh thành, tổng cộng hơn 130 vạn kim phiếu, tất cả đều đang ở trong tay y. Một lúc giữ nhiều tiền như vậy, tâm tình viên phương rất thoải mái, y nhận ra mình có quá nhiều tiền, có lúc cân nhắc đổi hết thành kim tệ, ngẫm lại cũng không ổn. Y đếm ra 20 tấm, giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhìn tập kim phiếu dày cộp trong tay y, nhớ ra chuyện gì đó, vất tay ra hiệu, chia cho mọi người mỗi người 50 ngàn đi, để giữ chút phòng thân. Mấy người bên cạnh nghe vậy, trái tim nhảy lên một cái. Mỗi người 50 ngàn, viên phương trợn chừng hai mắt, như hữu đạo nhớn mày, y lập tức không dám ý kiến nữa, nhìn quanh một chút, đặc biệt là lôi tông khang, quay đầu hỏi lại, mỗi người 50 ngàn, ai cũng được sao? Như hữu đạo hiểu ý y, lạnh nhạt đáp, ai cũng có phần. Viên phương à lên một tiếng, lại đếm ra 20 tấm, đưa cho hắc mẫu đơn, người cầm chia đi. Dứt lời, y cất sạch số ngân phiếu còn lại đi, chỉ sợ nghiêu Hữu Đạo lại muốn tiêu mất, chớp mắt một cái, mất toi 40 vạn kim tệ, thịt y đau, tim y cũng đau, trong lòng thầm mắng, có tiền cũng không cần phải tiêu hoang như vậy chứ. Hắc Mẫu Đơn hiểu khá rõ cách làm việc của nghiêu Hữu Đạo, cho người người cứ cầm đi. Vậy ta thay mặt mọi người cảm ơn đạo gia. Hắc Mẫu Đơn cười tươi hớn hở, chắp tay với nghiêu Hữu Đạo, quay sang phát kim phiếu cho mọi người. Kim phiếu phát đến tay ai, người đó lại nói cảm ơn đạo gia. Sau hai tiếng cảm ơn Đến Lôi Tông Khang thì hơi gượng lại. Gã không chịu đưa tay ra, nhận tiền này, gã cũng hơi ngại. Cho ngươi thì ngươi cầm đi, đừng có khác ngươi. Hắc Mẫu đơn nhét hẳn tiền vào trong cổ áo gã. Lôi Tông Khang hơi lúng túng chắp tay với Nưu Hữu Đạo, cảm ơn đạo gia. Nưu Hữu Đạo coi như không nghe thấy, không nhìn tới, mặc cho Lôi Tông Khang tiếp tục lúng túng, đi sang một bên, móc ra một tờ giấy từ trên lưng ngựa, dùng bút than viết viết gì đó, rồi gọi Viên Phương tới đưa cho y, thì thầm dặn dò trước khi trời tối nếu ta không về ngươi lập tức quay lại trích tinh thành tìm cửa hàng của vạn động thiên phủ nói ta phụng mệnh hải như nguyệt tới độ vân sơn làm việc gặp phải phiền phức bảo bọn họ tới tìm người nếu bọn họ không đến ngươi bảo bọn họ chuyển phong thư này tới cho hải như nguyệt hải như nguyệt sẽ nghĩ biện pháp viên phương kinh ngạc nói đạo gia nếu nguy hiểm vậy thì thôi ta đừng tới nữa một đám yêu quái có gì hay ho mà kết giao y nói cứ như thể mình không phải yêu quái vậy không nguy hiểm gì đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất thôi người cứ làm theo như ta dặn là được trên đường đi tự mình linh hoạt một chút được viên phương gật gật đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó gãi gãi gáy hỏi đạo gia ở khách sạn yêu nguyệt làm sao ngài biết có người hấp dẫn bên lưu tiên tông lẽ nào khách sạn yêu nguyệt đã nói cho ngài y vẫn thắc mắc điều này dọc đường đi vẫn muốn hỏi nhưng bên cạnh có người vẫn không có cơ hội nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói nếu hầu tử ở đây hắn ta cũng biết Viên phương kinh ngạc hỏi lại, tại sao? Tâm của ngươi, mắt của ngươi đó. Vì tâm nhãn của ngươi chỉ chăm chăm vào tiền nên không thấy được việc. Ta không cơ cảnh một chút, ngươi còn có cơ hội ở đây kiếm tiền sao? Lão Hùng, không phải ta chê ngươi đâu, nhưng ngươi còn kém xa hầu tử. Không trách lúc trước có thể bại trong tay kẻ ngu xuẩn như tống diễn thanh. Dứt lời, hắn xoay lưng đi, tuy tình huống không đến mức như vậy, nhưng đôi khi vẫn phải gian đe một chút. Viên phương nhếch nhếch môi muốn nói gì đó, cuối cùng, chỉ thất vọng cúi đầu, nghĩ bụng liệu có phải như vậy không? Hầu tử cũng có thể phát hiện sao? Vậy mà mình không nhận ra tí đầu mối nào? Chẳng lẽ mình kém hầu tử xa vậy sao? mười 213, vì sao lại tới? Các ngươi cẩn thận một chút, nếu trước khi trời tối chúng ta không quay lại, các ngươi đi cùng Kim Huy đi. Ta đã sắp xếp rồi, mấy người như hiểu đạo quay lại dặn dò mọi người, lại ra hiệu cho hắc mẫu đơn, chúng ta đi thôi. Nhìn theo hai người kia rời đi, Lôi Tông Khang móc tấm kim phiếu hắc mẫu đơn vừa nhét vào từ trong cổ áo, cầm trong tay, trầm mặc âm u. Đoạn hổ và ngô tam lưỡng cùng nhìn gã, hiểu gã đang nghĩ gì, bèn đi tới, đưa ta tấm kim phiếu trong tay, ý nói mọi người ai cũng giống nhau. Thấy nhiều tiền như vậy cả ba người đều hơi xúc động. Lúc trước, chỉ vì 10 vạn kim tệ, họ phải nhận hết mọi khuất nhục, giờ cộng thêm cả tiền của hắc mẫu đơn, họ đang có tới 20 vạn kim tệ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi nhưng sau mấy ngày hôm nay còn ai nghĩ tới khai tông lập phái nữa tất cả bốn người đều không còn hứng thú gì với việc khai tông lập phái nữa khát vọng trước kia hiện giờ họ nhận ra chẳng là gì vì sao phải khai tông lập phái không phải là vì chính những thứ này sao chưa kể dù giờ bọn họ có muốn khai tông lập phái cũng không dám trích tinh thành không có người mù bọn họ gánh bao lớn bao nhỏ đi lại ở đó ba phái kia chỉ cần bỏ chút thời gian tra một chút liền có thể biết họ đã làm ra chuyện gì, có thể buông tha cho họ mới là lạ. Hôm nay người khai tông lập phái ngày mai có thể sẽ bị diệt môn, thực sự là lên thuyền giặc rồi. Hai bóng người từ trong núi rừng bay vọt ra, lướt qua quan đạo, bay lên ngọn núi đối diện. Trước mắt là vách núi hiểm trở, sương mù lượn lờ, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Then chốt là bọn họ không biết tình hình trong độ vân sơn. Hai người một trước một sau bay ra, bay trên núi non trùng điệp không biết bay được bao xa đột nhiên có hai chấm đen từ trong mây mù phía trước gào thét nhằm thẳng hai người lao tới là hai hòn măng đá hai người nghiêng người một cái tránh được măng đá cùng hạ xuống gò núi bên dưới kẻ nào dám xông vào độ vân sơn một tiếng quát chói tai từ trong mây mù vọng ra hai người mở pháp nhãn nhìn chỉ thấy một vùng yêu khí màu xám lăn lộn lẫn trong mây mù có hai bóng người từ trong mây mù bắn ra hạ xuống đối diện hai người như hữu đạo họ cầm trường thương trên mu bàn tay một người vẫn còn lông đen dày đặc mu bàn tay người kia có vẻ giáp nhìn là biết là tiểu yêu tu vi chưa đủ chưa thể hóa hình hoàn toàn hai con yêu tinh nắm chặt trường thương nhìn chằm chằm hai người cảnh giác yêu quái có vẻ giáp mắng muốn mạng lập tức lùi ra khỏi độ vân sơn hai người cũng sẽ không dám làm sằng làm bậy ở độ vân sơn chỉ vì trước mắt là hai con tiểu yêu hắc mẫu đơn chắp tay nói tại hạ hắc mẫu đơn là bằng hữu của hồ tiểu khiếu ở độ vân sơn muốn tới bái phỏng nhờ chuyển cáo một tiếng hai con yêu tinh nhìn nhau đều khẽ lắc đầu con yêu có vải giáp phung tay lên chưa từng nghe có tên hồ tiểu khiếu lập tức lùi ra bằng không đừng trách chúng ta không khách khí hắc mẫu đơn hơi lúng túng vội thì thầm giải thích với nghiêu hữu đạo hồ tiểu khiếu đúng là người của độ vân sơn có thể vì độ vân sơn quá nhiều người nên bọn họ chưa từng nghe nói nghiêu hữu đạo giơ tay ngăn nàng lại ra hiệu không cần giải thích hắn có thể hiểu được nếu thực sự là một nhân vật có tiếng tăm ở độ vân sơn hai con yêu này sẽ không nói rằng chưa từng nghe nói đến bèn cười nói với chúng chỉ là tiểu yêu hai vị chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện rất bình thường thế còn vân hoan hẳn đã từng nghe chứ hai con yêu run lên yêu tinh ở độ vân sơn há có thể chưa từng nghe nói đến vân hoan chủ nhân của độ vân sơn là vân cơ tự xưng sơn chủ nhi tử của vân cơ là gia chủ hiện tại của độ vân sơn người bên dưới không biết gia chủ là ai mới lạ con yêu lông đen nghi ngờ hỏi các ngươi là người nơi nào chỉ là tán tu du lịch tứ phương thôi, không nói cũng được. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Vân Đương gia đã lâu, có dịp đi qua bảo địa rất muốn đến bái phỏng. Đây là chút lễ mọn ra mắt với Vân Đương gia, mong huynh đệ chuyển giúp, hỗ trợ thông báo một tiếng. Hắn móc ra 10 tấm kim phiếu từ trong tay áo, đưa cho Hắc Mẫu Đơn bên cạnh, ra hiệu nàng đưa ra. Hắc Mẫu Đơn không nói gì, nàng nhận ra vị đạo gia này thực hào phòng, đi đến đâu cũng hào phóng tiêu tiền đến đấy. Nhận 10 tấm kim phiếu nàng đưa lên, nhờ hai con yêu chuyển giao. Hai con yêu nhận kim phiếu, nhìn một cái, 10 vạn kim tệ. Chúng nhìn nhau, thực tình chưa bao giờ chúng thấy nhiều tiền như thế. Con yêu lông đen kiểm tra cẩn thận từng tờ một, đưa cho con yêu có phải giáp, người xem một chút xem có phải thật không. Nghiêu hữu đạo nhếch mép cười, không biết đang cười cái gì. Con yêu có phải giáp cũng kiểm tra kỹ từng tờ, rồi nghiêng đầu nói thầm với yêu tinh bên cạnh, không phải đồ giả đâu. Con yêu lông đen lập tức cầm kim phiếu, giọng nói hòa hoãn không ít, ôm quyền hỏi, xin hỏi tôn kính đại danh của hai vị. Hiên viên đảo, hắc mẫu đơn, nhớ rồi, hai vị chờ ở đây, ta vào thông báo một tiếng. Con yêu lông đen khách khí báo một tiếng rồi cấp tốc phi vút đi. Tuy con yêu vảnh giáp vẫn đang giám sát hai người nhưng rõ ràng thái độ cung kính hơn một chút, chỉ ít nó không còn trợn trừng mắt nữa. Vừa ra tay liền bỏ một đống tiền ra làm lễ ra mắt, làm sao họ quan tâm đến hai con tiểu yêu mình chứ? Phòng trưng khách tới không phải người bình thường nó cũng có thể đoán được điều này. Thái độ của nó thay đổi khiến cho hắc mẫu đơn thầm thở dài. Nàng nhận ra vị đạo gia này khá đơn giản thô bạo, không buồn phí lời với hai con tiểu yêu này, vừa thấy mặt đã ném tiền vào mặt người ta. Nhưng thực sự phương pháp này đơn giản mà rất hữu hiệu, đã kiềm chế được thái độ thô bạo của hai con tiểu yêu. Như hữu đạo vẫn bình thản như không, chống kiếm dưới đất, ung dung nhìn trái nhìn phải, có vẻ như đang thưởng thức cảnh tượng mây mù mờ mịt này hắc mẫu đơn không nhịn được liếc nhìn sử kiếm trong tay hắn. Nàng cũng nhận ra được tật xấu này của Ngưu Hữu Đạo, kiếm trong tay vị đạo gia này có vẻ gần giống với cái gậy. Chờ một hồi, một hán tử gầy gò từ trong mây mù bay ra, còn yêu lông đen đi theo sau. Tại hạ hầu kình thiên, hán tử gầy gò vừa đến đã chắp tay tự giới thiệu, không biết hai vị là khách quý từ phương nào đến. Ngưu Hữu Đạo đáp là tán tu vân du tứ phương thôi. Tán tu, hầu kình thiên cười hớn hở tán tu ra tay một cái là 10 vạn kim tệ, có phải quá hào phóng rồi không? Nếu đối phương đã không chịu nói thật, gã cũng sẽ không hỏi nhiều. Hai vị muốn gặp đương ra nhà chúng ta, như hữu đạo gật đầu, đúng vậy. Hầu Kinh Thiên hỏi, vì sao lại tới đây? Mộ danh tới thăm, Hầu Kinh Thiên chỉ a một tiếng, không biết có tin hay không, nhưng gã vẫn chắp tay nói, làm phiền hai vị khách quý phải chờ, xin mời đi theo ta. Hai người bay vút theo sau gã, lên lên xuống xuống theo từng đỉnh núi trùng điệp nhưng hắc mẫu đơn đã chú ý tới dọc đường như hữu đạo vẫn kín đáo quang hương nhị mà lôi tông khang đưa cho trên một ngọn núi đen cao vút bao phủ trong sương mù giữa sườn núi có một khoảng trống hai người hạ xuống trên vách núi có một hang động cửa động vừa to vừa rộng được điêu khắc như cửa cung ba người vừa hạ xuống lập tức có mấy người xuất hiện hai bên vây quanh ba người thành hình bán nguyệt hắc mẫu đơn căng thẳng như hữu đạo lạnh lẽo nhìn quanh hầu kình thiên xoay người cười nói hai vị chớ trách thường ngày vẫn có nhiều kẻ điếc không sợ súng chạy đến quấy rối, nên trong núi cũng có quy củ trong núi, sợ là trước hết sẽ phải oan ước cho hai vị một chút. Tạm thời phải hạn chế pháp lực của hai vị, hắc mẫu đơn nhìn nghiêu hữu đạo, hắn bình tĩnh gật đầu, được thôi, rồi chủ động vứt kiếm ra ngoài, hầu kình thiên vung tay đón được, lại nhận kiếm hắc mẫu đơn quang tới, phất tay ra hiệu, lập tức có người tiến tới hạ cấm chế xuống hai người. Hầu kình thiên giao kiếm cho người bên cạnh, đưa tay mời, xin mời hai vị vào chương 214, người này có bị bệnh không? Ba người vào trong hang động, đường đi khá tối, hầu kinh thiên phải thả nguyệt điệp ra chiếu sáng. Trong hang động bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, leo lên hết bậc cuối, họ đã vào trong một tòa cung điện. Cung điện không nhỏ, nhưng khắp nơi là mùi tanh nồng khó ngửi. Từng con rắn to tướng nằm canh trong động phủ, người vừa đến, con nào con nấy đều quay đầu lại nhìn. Nguyệt điệp đậu trên vách đá động phủ, dọi sáng cảnh tượng bên trong, khiến cho động phủ lại càng âm u khủng bố, Hầu Kình Thiên mời hai người chờ một lát, bước nhanh tới hậu điện. Không bao lâu sau, Hầu Kình Thiên bước nhanh ra, đứng bên cạnh bậc thang dưới bảo tỏa. Chỉ chốc lát sau, có tiếng lạch xoạch loạt xoạt từ trong hậu điện vọng ra, một con rắn đen chân bóng, hai mắt màu lục tỏa sáng đi ra, thân to như cái thùng nước, dài đến hơn ba trượng, bay thẳng lên bảo tỏa trên bậc thang. Con rắn đen hạ xuống bậc thang dưới bảo tỏa bắt đầu hóa hình thành đầu người. Nó uốn éo cái đầu, rồi nhanh chóng biến hóa xuống dưới, loáng một cái đã biến thành một tráng hán hắc y, eo đeo hắc bì hộ yêu, tay có hắc bì hộ oản, lưng hùm vai gấu, bước từng bước lên bậc thang. Xạ yêu hóa hình, như hữu đạo thầm chặt lưỡi. Hôm nay hắn được mở rộng tầm mắt rồi, tráng hán xoay người ngồi xuống tảng đá, rất có vẻ khí thế, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đối phương. Hầu Kinh Thiên giới thiệu, hai vị, vị này chính là đương gia của Độ Vân Sơn chúng ta. Như Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đồng thời chắp tay, xin chào Vân Đương gia. Vân Hoan hơi cười cười, không biết hai vị tới gặp Vân Mỗ có điều gì chỉ giáo. Nghiêu Hữu đạo đáp, không dám không dám, tại Hạ Vân Du tứ phương, kết bằng hữu khắp nơi, đi qua quý bảo địa, ngưỡng mộ đại danh đương gia đã lâu nên tới bái phỏng kết giao. Vân Hoan như cười như không, hỏi lại, giọng nói có vài phần ý vị âm u, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Gã nhấc 10 tấm kim phiếu trong tay lên, chính là thứ lúc nãy Nghiêu Hữu đạo đưa ra. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương, như Hiếu đạo liền biết gã không có ý định thông thả khách sáo với mình, bèn gật đầu chỉ đơn giản vậy thôi. Hôm nay được thấy phong thái của đương gia mới biết danh bất hư truyền, tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ, vui mừng khôn nguôi, lại muốn trèo cao, muốn kết nghĩa làm huynh đệ khác họ với đương gia, không biết đương gia có chịu không. Dứt lời, hắn lại ôm quyền, Hầu Kình Thiên ngạc nhiên không nói gì, thầm nghĩ, người này có bị bệnh không dây. Người đó là cái thá gì, vừa đến, chưa nói được vài câu nội tình thế nào cũng không biết, đã muốn kết bái huynh đệ với đương gia nhà ta. Vậy mà ngươi cũng nói thành lời được, hắc mẫu đơn chậm chậm quay sang nhìn như hữu đạo, trợn mắt há mồm. Vân hoàn tỏa bên trên cũng hơi ngẩn ra, thực sự đây là lần đầu tiên lão gặp tình huống thế này, hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm như hữu đạo, có vẻ như đang nghĩ, không biết hắn có ý gì. Như hữu đạo thả tay xuống, lấy từ trong tay áo ra 10 tấm kim phiếu nữa, hai tay dâng lên, vội vàng tới đây còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì, nhưng hôm nay gặp mặt, thực sự trong lòng vạn phần ngưỡng mộ phong thái của Vân Đương gia, nhưng trong người lại chẳng có thứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vài vật ngoài thân này có thể thể hiện tâm ý, mong Vân Đương gia đừng chê. Hôm nay không nhắc tới, chờ sau này quay lại, ta sẽ dâng hậu lễ bù vào áy náy ngày hôm nay. Bầu không khí trong điện hơi quái dị, đừng nói người khác, ngay cả hắc mẫu đơn nhìn Nhiêu Hiếu Đạo cũng có vẻ kỳ quái. Hầu Kinh Thiên nhìn Nhiêu Hiếu Đạo lại nhìn Vân Hoan, không biết gã có đồng ý nhận không. Vân Hoan do dự một lát, thầm nghĩ, không biết kẻ này có lai lịch thế nào, có chỗ dựa thế nào đây. Thấy gã chậm chạp không phản ứng, như hiếu đạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đương ra chê tại hạ sao? Vân Hoan nghiêng đầu ra hiệu với Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên liền đi tới bên cạnh như hiếu đạo, nhận lấy 10 tấm kim phiếu, xoay người liền quét mắt nhìn, thầm chặt lưỡi, lại là 10 vạn kim tệ. Hầu Kình Thiên đi tới bậc thang, giao kim phiếu cho Vân Hoan, thì thầm với gã một câu cực kỳ nhỏ, lại là 10 vạn nhận kim phiếu vào tay vân hoan không nhịn được hơi nhíu mày đây không chỉ là chút tiền lẻ thôi đâu chờ hầu kình thiên đi xuống vân hoan cầm hai mươi vạn kim phiếu trong tay đột nhiên ngửa mặt cười lớn sau đó nhanh chân bước xuống bậc thang đi tới trước mặt nghiêu hữu đạo vỗ vỗ vai hắn thịnh tình không thể chối từ lão đệ là người thẳng thắn được ta thích gã quay sang phất phất tay với hầu kình thiên ra lệnh ta cùng hiên viên lão đệ vừa gặp mà như đã quen mang lư hương nghị án tế thiên ra ngoài động phủ để trời cao chứng kiến hôm nay ta và hiên viên lão đệ kết bái làm huynh đệ khác họ. Vâng, hầu kình thiên xoay người rời đi, như hữu đạo vỗ vỗ ngực, có vẻ rất vui, như thể đã được tọa nguyện. Lão đệ có tu vi gì, chúc cơ kỳ, khóe miệng vân hoan giật giật, gã đang ở kim đan kỳ, lại phải kết bái với một chúc cơ kỳ. Gã nhận ra, kẻ này bạo miệng thật, xem lão đệ còn trẻ tuổi mà đã dáng vẻ đường dương, phong thái long phượng. đương ra mới là oai hùng bất phàm, có khí long bàng hổ cứ chớp mắt, hai người đã tán gẫu vui vẻ, khen nhau tới tấp, hỏi han ân cần, quả thực hệt như huynh đệ ruột thịt vậy. Hắc mẫu đơn ở bên cạnh nhìn mà choáng váng, hiện giờ đầu nàng đang đặc quánh như hồ rán, nàng còn tưởng như hữu đạo uống nhầm thuốc, kết quả, phát hiện ra vân hoan cũng uống nhầm thuốc. Nàng nằm mơ cũng không thể ngờ được, mới gặp mặt hàn huyên một hồi, còn chưa biết là ai, đường đường đương ra độ vân sơn lại có thể dễ dàng đồng ý kết bái làm huynh đệ khác họ với người khác. Nàng thừa nhận, 20 vạn kim tệ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng uy lực của nó lớn vậy sao? Từ khi mới gặp tới giờ, nàng thấy, như hiểu đạo là kẻ ngu rốt sao? Không phải, có thể làm đương gia vân độ sơn là kẻ ngu rốt sao? Nhất định cũng không phải. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắc mẫu đơn nghi ngờ không biết là đầu mình có bệnh hay kiến thức của mình quá nông cạn nữa. Khách chủ gặp nhau thật vui, hàn huyên một hồi, vân hoan lấy cứ muốn đi chuẩn bị chút việc cho việc kết bái, như hiểu đạo mới nói muốn ra ngoài xem phong quang. Vân Hoan lập tức cho người dẫn hắn ra ngoài đi dạo. Trong điện chỉ còn lại một mình Vân Hoan, gã lấy ra 20 vạn kim phiếu kia, cẩn thận kiểm tra một chút. Chính gã cũng nghi ngờ không biết kim phiếu này có phải đồ giả không. Hầu Kình Thiên Thu xếp mọi việc xong xuôi bèn đi tới trước mặt gã, nghi ngờ hỏi, "Đương ra, ngài thực sự muốn kết bái với hắn sao? Người ta cho 20 vạn đấy, bày một hương án tốn bao nhiêu tiền?" Rõ ràng người này không nói thật, chúng ta không biết nội tình hắn thế nào sợ là có mưu đồ khác. Đương ra vẫn nên cân nhắc kỹ. Vân Hoan liếc nhìn gã, ta không mù, còn cần ngươi nhắc sao? Tiền đưa tới cửa làm gì phải chối? Chuyện nào ra chuyện này, những thứ lằng nhằng khác mắc mớ gì tới chúng ta? Đột nhiên hầu kình thiên tỉnh ngộ, hiểu ý gã, tiền thì nhận, việc không làm, không dính vào thị phi, chắp tay khen, đương ra anh minh. Ngoài động, như hữu đạo và hắc mẫu đơn bị quản chế tu vi, muốn xem phong cảnh độ vân sơn cũng không biết đi đâu, chỉ có thể đi dạo ngoài động bình đài bên ngoài động náo nhiệt hẳn lên người ở đây đang bày nghi án chỗ này nhân lúc không có ai bên cạnh hắc mẫu đơn sắp xếp lại mọi chuyện tới gần như hữu đạo thấp giọng nhắc nhở đạo gia giờ họ vẫn chưa mở cấm chế cho chúng ta vân hoan hoàn toàn không thật lòng muốn kết bái với đạo gia như hữu đạo chậm rãi quay lại ánh mắt nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc có vẻ như đang hỏi lẽ nào ngươi cảm thấy ta đang thật lòng kết bái sao hắc mẫu đơn hiểu ánh mắt của hắn hơi xấu hổ cảm thấy không nên nhắc đến vấn đề có độ thông minh thấp này. Nhưng có một điều nàng không hiểu vẫn muốn hỏi, nhưng sao Vân Hoan có thể dễ dàng đồng ý kết bái như vậy? Nưu Hữu đạo đáp, rõ ràng là dùng tiền mua mà. Chương 215: Kết bái. Hắc Mẫu đơn quan sát từ phía, lại nghi ngờ hỏi, chỉ vì 20 vạn này mà quyết định đồng ý kết bái sao? 20 vạn, khóe miệng Nưu Hữu đạo hơi nhếch lên trào phúng, người ta không phải vì 20 vạn, người ta thấy hắn có thể dễ dàng đưa một lễ ra mắt lớn như vậy nên chờ mong hậu lễ sau này của hắn. Nhưng hắn không giải thích, để cho nàng tự nghĩ. Thấy hắn không nói, hắc mẫu đơn cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn nhắc nhở, độ vân sơn này tuyệt đối không phải nơi lương thiện, đạo gia tỏ ra giàu có như vậy, cẩn thận đối phương thấy tiền tài sẽ nổi gì tâm. Nghiêu hiểu đạo lạnh nhạt nói, dù giờ cẩn thận cũng đã chậm. Người ta có lòng giả dạ khác, chúng ta cũng không chạy được. Nếu gã không đồng ý kết bái, chúng ta có thể gặp phiền phức thật đấy. Nhưng gã đã đồng ý rồi, người có thể không cần lo lắng nữa, sẽ không sao đâu. Chính hắn bày ra cục diện này, đương nhiên phải hiểu rõ nguy hiểm. Hắn đã nói rồi, trên người chỉ có chút đồ này, đối phương muốn làm gì hắn sẽ phải cân nhắc một chút. Vạn nhất trên người hắn chỉ có chút đồ này thật, động vào hắn, đương nhiên sẽ không còn hậu lễ trong tương lai. Người vừa gặp mặt đã đập ra 20 vạn làm lễ ra mắt, hậu lễ trong tương lai sao không đáng mong chờ chứ. Mà người có được số tiền lớn như thế tìm đến tận cửa, chưa biết tình huống cụ thể, có lẽ Vân Hoan sẽ không dám dễ dàng chiêu chọc, sợ sẽ chọc phải phiền phức. Hắn đã lên độ Vân Sơn tìm Vân Hoan, đương nhiên phải chắc chắn một chút. Hắn sẽ không làm việc hoàn toàn dựa vào may mắn, không có ban phần thắng, tuyệt đối hắn không lên lương Sơn. Sắp xếp xong hương án, Hầu Kinh Tiên bước tới mời, chắp tay, không biết nên xưng hô thế nào, đành bắt trước theo hắc mẫu đơn, đạo ra, có thể bắt đầu kết bái rồi. Ha ha, bên kia, Vân Hoan cũng cười ha hả ra khỏi động phủ. Nghiêu Hữu Đạo bước nhanh ra đón, hai người đụng đầu, Vân Hoan đưa tay bắt lấy tay hắn, hai người cùng nắm tay đi tới bên hương án bảy bên vách núi. Trước mặt đầy mây mù, hai bên có mười mấy yêu tinh xem lễ. Hai người đứng trước hương án, hầu kình thiên nghiêm cẩn châm hương đưa cho hai người. Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười, cùng quỳ xuống bổ đỏ Vân Hoan nâng hương thưa với trời, trời cao ở trên, đất dày ở dưới, Vân Hoan ta nguyện cùng hiên viên đạo kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu, Câu từ khá đơn giản, nói chung sẽ không có hẹn đồng sinh động tử, nếu vi phạm sẽ thế nào thế nào, phỏng trừng gã sợ xui. Như hiểu đạo cũng nhếch miệng cười, cũng nói theo, trời cao ở trên, đất dày ở dưới, hiên viên đạo ta nguyện cùng vân hoan kết làm huynh đệ khác họ. Sau này có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu, sau ba cái dập đầu, hai người đứng dậy, cắm hương vào trong lư. Hai người quay sang nhìn nhau, như hiểu đạo chắp tay, xin chào huynh trưởng. Vân hoan cười ha ha vỗ vỗ cánh tay như Hữu đạo, lão đệ yêu quái hai bên đã được Hầu Kình Thiên nhắc nhở, biết gọi thế nào rồi, cùng chắp tay nói, chúc mừng đương gia, chúc mừng đạo gia. Như hữu đạo chắp tay với mọi người cảm ơn, màn nghi thức qua loa chấm dứt, Vân Hoan phất tay cho mọi người tản đi, quay sang nói với Như hữu đạo, lão đệ, ở lại một thời gian, cố gắng chơi ở Vân Độ Sơn vui một chút. Gã đang cân nhắc xem có thể giữ khách lại rồi cố gắng thăm dò nội tình của hắn. Như hữu đạo thở dài, tiểu đệ ghi như ý tốt của huynh trưởng, nhưng đã có hẹn với người, không thể nuốt lời tiểu đệ phải tiếp tục đi thôi, không thể ở lại lâu. Có thể gặp huynh trưởng tiểu đệ đã mãn nguyện rồi, chờ lần khác sẽ tới quấy giày. Bên ngoài còn có người đang đuổi giết, hắn cũng không tiện ở lại lâu. Gấp vậy sao, dù sao Vân Hoan cũng khá kinh ngạc, còn chưa thấy Nhiêu Hữu Đạo nói ra ý đồ thực sự gì đã đi rồi. Lẽ nào mình thực sự cả nghĩ quá rồi? Đúng vậy, Nhiêu Hữu Đạo vỗ vỗ chán, suýt chút nữa quên mất, còn chưa bái kiến bá mẫu. Tiểu đệ muốn bái kiến bá mẫu rồi đi cũng không muộn. Hắn cũng muốn thuận tiện mở mang kiến thức một chút, xem Vân Cơ đại danh đỉnh đỉnh thế nào. Vân Hoan tiếc hận nói, tạm thời sợ là không được, gia mẫu đang bế quan tu luyện không tiếc khách. Thực ra, không phải ai cũng có thể tùy tiện đưa đi gặp Vân Cơ được. Nghiêu Hữu đạo à lên một tiếng, gật đầu liên tục, vậy quả thực không tiện quấy rối, vậy chờ lần sau có cơ hội lại nói vậy. Tiểu Đệ xin cáo từ trước, đúng rồi, trước khi chia tay, Tiểu Đệ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng huynh trưởng có thể giúp một chút. Lòng Vân Hoan hơi động, đến rồi, vấn đề chính đây rồi. Gã cười híp mắt nói, cứ nói đừng ngại, mấy hôm trước tiểu đệ có đắc tội với mấy người ở Trích Tinh Thành, có giết mấy đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh thú Sơn, trên đường đi vẫn bị đeo dính. Sau này tiểu đệ cho người dẫn họ tới, có thể phiền huynh trưởng giải quyết bọn họ giúp tiểu đệ không? Hai mắt Vân Hoan lấp lóe, gã có từng nghe nói đến ba môn phái này, nhưng không có liên hệ gì, chỉ vui cười hớn hở đáp, dễ mà dễ mà, cứ để ta lo quả nhiên huynh trưởng là người thoải mái, tiểu đệ không nói lời khách khí nữa, tiểu đệ xin từ biệt. Hàn huyên một hồi, mãi đến tận khi nghiêu hiếu đạo nhắc dường như vân hoan mới nhớ ra vị huynh đệ này vẫn còn bị cấm chế, bèn giận tím mặt sai người giải trừ. Sau đó, gã viện cớ bận không rời được nên không tự mình tiến đưa, dặn hầu kình thiên thay mặt mình đưa. Rời vân độ sơn, chạy tới điểm chú chân tiếp theo, hắc mẫu đơn cảm thấy mình vừa xem một trò hề. Vừa đi nàng vừa hỏi, đạo gia, ngài cảm thấy Vân Hoan sẽ hỗ trợ giải quyết người của ba phái thật sao? Nghiêu hữu đạo tử diếu ta chẳng hy vọng gì. Đương nhiên, nếu gã thực sự có lòng tốt như vậy thì tốt quá rồi. Hắc mẫu đơn thực sự không ngờ được hắn sẽ nói vậy, cười khổ nói, đạo ra, vậy là phí 20 vạn rồi. Giang hồ phi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, đi được là đường, kết giao được thì là bằng hiếu, không nên tính toán tiền nong. Thứ cho ta nói thẳng, ta không nhìn ra Vân Hoan có ý kết giao. Cũng vậy thôi, trên đời này đâu ra nhiều người hợp tâm ý người như thế. Dừng lớn, cái gì cũng có, kết giao bằng hữu mà, phải có cái mở đầu, có mở đầu mới có sau đó, chuyện sau này để sau này nói đi. Đạo gia nói đúng lắm, hắc mẫu đơn cười khan, miệng nàng phục nhưng tâm nàng không phục, ngài gọi cái này là kết giao bằng hữu sao, đây là ném tiền qua cửa sổ đó, nàng cũng mới gặp người như vậy lần đầu đó, đi đâu cũng luôn mồm kêu kết giao bằng hữu Gặp thôi viễn và diêu hữu lượng cũng nói kết bằng hữu đập ra một đống tiền cho Vân Hoan cũng nói là kết bằng hữu. Đây là bằng hữu gì? Bằng hữu sao? Không đáng tin chút nào. Thực ra vẫn còn, chỉ là nàng không biết mà thôi, ví dụ như ở Kim Châu hắn thả Trần Quy Thạc đi cũng nói là kết giao bằng hữu đó mà. Nhưng dù thế nào, dám liều lĩnh đi vào độ Vân Sơn, kéo được Vân Hoan xương huynh gọi để ung dung đi ra, Hắc Mẫu Đơn cũng cảm nhận được vị dũng khí của vị đạo gia này thực không bình thường đâu, rất biết cách dạo chơi ở nơi nguy hiểm đó. Hai người quay lại nơi ẩn náu trong rừng, mấy người đang chờ lập tức vây quanh, thấy họ bình an quay về đều thở phào nhẹ nhõm. Viên phương kinh ngạc hỏi, đạo gia, quay lại nhanh vậy sao? Không sao chứ, thực sự quá nhanh mà, từ khi đi đến lúc về chỉ khoảng một canh giờ. Hắc mẫu đơn giờ khóc giờ cười, nghĩ bụng, nhanh sao? Còn nhanh hơn cơ, thời gian bọn họ thấy được vân hoan còn không tới một nén nhang. Vị đạo gia này và vị đương gia độ vân sơn kia lại trời kết bái xương huynh gọi đệ không khác nào trẻ con chơi đùa. Chuyện này kể ra, sợ là không ai tin được. Không sao, chúng ta chạy tiếp thôi. Như hữu đạo phất tay ra hiệu cho mọi người. Viên phương ồ lên một tiếng. Không sao là tốt rồi. Trước khi đi hắn dặn dò như vậy khiến cho y vẫn lo lắng để phòng mãi. Giờ hắn bình yên quay về, trái tim của y coi như cũng thả xuống. chương 216 có lợi hơn. Nhóm người lên quan đạo, lại ầm ầm sông đi. Trên vách núi, hương án gì đó đã được dọn sạch sành xanh. Dưới một gốc tùng trên đỉnh núi cao hơn, Vân Hoan đang ngồi độc ẩm bên bệ đá. Hầu Kình Thiên bay lên, rơi xuống bên cạnh, gia chủ, có người tới bàn chuyện làm ăn. Vân Hoan chậm rãi nhấc ấm rót rượu, hỏi, làm ăn gì? Mua một mạng người, không rẻ, hai vạn kim tệ. Trả trước năm ngàn đặt cọc, xong việc sẽ trả thêm mười lăm ngàn nữa. Mạng ai mà đắt thế? Ta nói với ngươi, vượt phá phạm vi năng lực của chúng ta, tuyệt đối không được nhận. Người mua không tiết lộ thân phận mục tiêu nhưng có người trung gian bảo đảm tu vi của mục tiêu không vượt quá chúc cơ kỳ, bên cạnh mục tiêu có 5 đồng bạn, dự đoán thực lực cũng không vượt quá chúc cơ kỳ, đồng thời cũng đảm bảo mục tiêu không có bất kỳ chỗ dựa nào. Không tiết lộ thân phận mục tiêu, Vân Hoan bưng chén rượu tới bên môi lại hạ xuống, không biết thân phận làm sao ra tay. Người trung gian có nói, sẽ dẫn chúng ta tới tìm mục tiêu, không nhọc chúng ta đi tìm. Hôm nay đúng là lắm chuyện lạ, Vân Hoan lẩm bẩm, Trần Trừ một chút mới nói, bàn lại, nói với người trung gian không tiết lộ thân phận mục tiêu có nguy hiểm, phải thêm 10 ngàn, đặt cọc 10 ngàn. Không đồng ý sẽ không nhận. Đương nhiên, người chú ý phương pháp một chút. Nếu đối phương không chịu thì ngươi nhượng bộ cũng được, 20 ngàn thì 20 ngàn đi. Việc này giao cho ngươi làm, cẩn thận một chút. Dứt lời, gã phất phất tay. Vâng, Hầu Kinh Thiên chắp tay lắc mình bay đi. Vân Hoan còn chưa kịp uống hết nửa bình rượu, một thủ hạ tên Chu Trường Quý lại lắc mình tới, bước nhanh lại gần bẩm báo, đương ra, có người tới sông lên núi vân hoan đột nhiên quay đầu lại người nào họ tự giới thiệu là đệ tử lưu tiên tông phù vân tông thanh tú sơn nói là truy hung nhờ chúng ta tạo điều kiện hóa ra tiểu tử kia đưa người tới thật à vân hoan lẩm bẩm giật giật cơ gò má còn lâu gã mới làm việc đã hứa với nghiêu hữu đạo chỉ phất tay cứ nói nơi này không có người bọn họ muốn tìm nơi này cũng không phải chỗ bọn họ muốn tìm là có thể tìm bảo họ cút đi vâng chu trường quý chắp tay nhận mệnh nhảy xuống ngọn núi trượt khí mà đi gã xuyên sương mù bay ra ngoài độ vân sơn rơi xuống sơn cốc người bất ngờ đến chính là cao túc thông Phúc tiên hạo và liêu sâm vẫn đuổi theo tung tích hương nhị tới đây hiện đang bị mấy yêu quái vây vào giữa chu trường quý rơi vào giữa trận quát lên đã hỏi giúp các ngươi các ngươi tìm nhầm nơi rồi nơi này không có người các ngươi muốn tìm đi nhanh đi cao túc thông trầm giọng nói có hay không ít nhất cũng phải cho chúng ta đi tìm mới biết chứ chu trường quý cười lạnh nơi này là nơi các ngươi muốn tìm là tìm sao hôm nào chúng ta lên lưu tiên tông của các ngươi tìm người nhé các ngươi có chịu không cao túc thông đáp nếu thực sự có chứng cứ chứng minh tìm hay không tìm cũng dễ thương lượng vậy các ngươi có chứng cứ gì chứng minh người các ngươi muốn tìm đang ở độ vân sơn lại đây cao túc thông quay lại gọi một đệ tử đi tới y lấy ra một con chim tầm hương đang líu díu bay trong lồng trên tay đệ tử nọ đưa cho đối phương xem có biết nó không chúng ta theo chim tầm hương đuổi theo sẽ không lầm đâu manh mối hương nhị vẫn ở đây có tính là chứng cứ không họ theo một con chim tầm hương khác tới kết quả con chim bay thẳng tới đây bị một con rắn độc màu sắc sặc sỡ trên cây sông ra đánh lén không thể tránh thoát bị ăn mất chu trường quý có thể hương nhị ở bên kia độ vân sơn không chim tầm hương đuổi theo mùi hương theo đường tắt là rất bình thường mà liêu sâm sen vào chúng ta vẫn đuổi theo nó tình hình thế nào chúng ta phải biết chứ bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu có phải Đỗ Vân Sơn nhất định muốn đối đầu với ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn chúng ta không? Nếu phải, chỉ cần ngươi có thể làm chủ chuyện này, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Món nợ này, ngày khác sẽ quay lại lĩnh giáo. Đối phương đã nói đến mức này, chuyện đối nghịch với mấy môn phái làm sao chu trường quý làm chủ được, chỉ đánh nghiêng đầu ra hiệu cho người bên cạnh một cái. Người đó cấp tốc quay người lao đi, không bao lâu sau, Vân Hoan dẫn theo một đám người tới. Hạ xuống trước mặt người ba phái, Vân Hoan quét mắt nhìn chim tầm hương trên tay cao túc thông, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Không thể có chuyện có người xông vào tận độ Vân Sơn thả hương nhị mà gã không phát hiện ra được. Tám chín phần mười là khi tên khốn hiên viên đạo kia vào núi đã tiện thể ném hương nhị. Hơn nữa, lúc trước Nhiêu Hiếu Đạo đã nói người của ba phái này sẽ tới, muốn nói rằng không phải hắn làm cũng khó. Vân Đương ra, Cao Túc Thông, Liêu Sâm và Vô Tiên Hạo cùng chắp tay chào. Trích tinh thành cách nơi này không xa, thì thoảng Vân Hoan cũng sẽ tới đó, ba người bọn họ vẫn thường ở lại trích tinh thành, không thể nói là quen biết, nhưng cũng đã từng gặp Vân Hoan. Nghe nói Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông và Thanh Tú Sơn muốn đối đầu với Độ Vân Sơn ta. Vân Hoan lạnh lùng hỏi, Cao Túc thông đáp, Vân Đương ra nói vậy sai rồi, chúng ta xưa không oán này không thù, tại sao không thể nói chuyện. Nhưng quả thực là có nghi phạm can hệ rất lớn chạy vào Độ Vân Sơn, chỉ mong Đương ra nể mặt cho chúng ta đuổi tiếp. Vân Hoan đáp, mặt có thể nể, nhưng uy hiếp vô dụng. Ta chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Gã chẳng muốn giúp Nghiêu Hiếu đạo chuyện này, nhưng nào có chuyện chủ nhà lại có thể dễ dàng cho phép người ngoài tùy ý ra vào nhà mình. Nếu đồng ý chuyện này, mặt mũi gã biết ném đi đâu. Cao Túc Thông khẽ gật đầu, Vân Đương ra nói rất phải. Vân Đương ra có biết thân phận kẻ chúng ta truy đuổi không? Lòng Vân Hoan hơi động, xem ra những người này biết thân phận thực sự của vị kia, bèn cười lạnh nói, không ngại nói nghe thử một chút. Người này đã giết sứ thần nước Yến Tống Long ở Kim Châu, tên Nhiêu Hữu Đạo, chính là trọng phạm triều đình nước Yến. Vân Hoan hơi há miệng ra, hiên viên đảo, Nhiêu Hữu Đạo, Nhiêu Hữu đạo, đạo không nổi danh vì thực lực bản thân mà là vì mình đã làm một việc rất động trời giết sứ thần một nước. Sau khi giết Tống Long, hắn lập tức nổi tiếng khắp thiên hạ, là truyền kỳ vẫn lưu truyền sôi sùng sục ở bảy nước, đều nổi danh trong cả thế tục lẫn giới tu hành. Trừ phi thông tin bế tắc, bằng không, không mấy ai chưa từng nghe nói đến hắn phút chốc, Vân Hoan kích động muốn chửi ầm lên, nằm mơ gã cũng không ngờ được hiên viên đạo lại chính là Nghiêu Hữu Đạo. Gã nào có ngờ được trọng phạm nước Yến sẽ chạy đến độ Vân Sơn, xòe tay ra một cái là 20 vạn kim tệ. Mình niên rồi, còn lại trời kết bái với hắn nữa. Gã thực sự không ngờ được một kẻ mình kết bái vừa lại là gia hỏa có tên tuổi lớn như thế. Tuy thực lực và thế lực của hắn không bằng gã, nhưng danh tiếng của hắn tuyệt đối vang dội hơn gã nhiều lần. Còn muốn ăn lợi sao, có mà bị ăn mất lợi to hơn thì có. Sau lưng gã có mấy vị lúc trước đã tận mắt chứng kiến gã cùng như hữu đạo kết bái, ai nấy đều thầm toát mồ hôi. Nếu để người ta biết đương gia độ Vân Sơn kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau với như hữu đạo, không biết triều đình nước Yến có chú ý sang bên này không nữa. Thế lực của giới tu hành mà triều đình một nước có thể sử dụng đến không hề nhỏ. Vân hoàn ý thức được ý của Cao Túc Thông, không chỉ Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn, người ta còn bị triều đình ép nữa. Có điều, gã cũng không sợ dù sao nơi này cũng là ở trong cảnh nội nước triệu nhưng gã cũng không muốn chọc phải phiền toái gì thì ra là vậy được rồi không quan tâm các người nói thật hay giả ta có thể nể mặt nhưng đô vân sơn của chúng ta cũng không dễ tìm như vậy ta có thể cho các người lục soát nhưng nếu không tìm được người các người muốn tìm các người cũng phải cho ta một câu trả lời vân hoan lạnh lùng nói liêu sâm vân đương ra muốn trả lời thế nào phạm đến độ vân sơn ta chỉ có người chết thôi để mạng lại Vân Hoan cười lạnh, muốn bước đối phương biết khó mà lui. chương 217, chặn giết, Cao Túc Thông, Liêu Sâm và Vô Tiên Hạo xa sầm mặt. Đuổi đến đây, mấy người đều đoán Nhiều Hiếu Đạo đã có thể trốn vào đây đương nhiên phải được Độ Vân Sơn bao che, bằng không, nơi này bầy yêu tụ tập, há có thể tự ý xông vào. Muốn tìm người ở đây cũng không có khả năng lắm, nhưng bọn họ vẫn phải nhắm mắt xông vào, không cố gắng hết sức, không thể báo cáo lại với sư môn. Ba người cũng biết hiện giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu nghiêu hữu đạo cấu kết với độ vân sơn thật có lẽ đã nghe phong thanh rồi không nói đến chuyện có chạy mất hay không độ vân sơn cũng sẽ không để cho bọn họ tìm được cái cớ vững vàng thu nhận trọng phạm nước yến nhưng bọn họ vẫn phải báo cáo truy tìm suốt một đường chim tầm hương khi thì nhận ra được hương nhị khi thì không bọn họ liền biết mình bị chơi rồi giờ thì hay rồi báo cáo thì được không phải bọn họ không cố gắng mà là bị độ vân sơn ép nên mới hỏng việc bọn họ thế đơn lực bạc không phải đối thủ của độ vân sơn cao túc thông cắn răng đáp được món nợ này chúng ta đã nhớ vân hoan khinh thường nói đừng có dùng bài này với lão tử chính các ngươi cũng không chắc chắn chính mình cũng không dám chắc người có ở độ vân sơn không còn dám hù dọa ta chúng ta đi cao túc thông hít một hơi xoay người dẫn đoàn người phi vút đi bên này cũng không cản họ chỉ phái người theo dõi giám thị vân hoan chậm rãi quay lại nhìn quanh mọi người một vòng gần giọng dặn dò, nhớ kỹ cả cho ta, cái gì không nên nói, không thể để lộ ra một chữ. Bằng không, ta giết ngay. Người biết chuyện đều gật đầu, hiểu gã đang nói đến chuyện kết bái với Nhiêu Hữu Đạo. Mặt trời lặn, nhóm người Nhiêu Hữu Đạo xuất hiện trên một đoạn đường dốc, xong rồi suốt một đường, thốt được khu vực sơn mạch nguy hiểm, địa thế trước mắt trương đối bằng phẳng, còn có một dòng sông cắt qua. Hắc mẫu đơn chỉ cây cầu bắt qua sông, đạo ra, chúng ta lội qua hay qua cầu? Qua cầu, Nhiêu Hữu Đạo đáp, nhóm người tới cầu, vội vàng đổi hưởng vọt qua cầu đá, tiếp tục tung vó phi ngựa để lại bụi mù đằng sau. Trong ngã ba núi, một nam tử áo đen từ trên tán cây tuột xuống, một con kim xí từ trong rừng bay vút lên. Một bên khác của Độ Vân Sơn, Hầu Kinh Thiên dẫn theo hơn 20 người xuyên qua Sơn Mạch đi tắt thẳng tắp đến vị trí người trung gian chỉ định. Trong núi rừng, Hầu Kinh Thiên bắt tay đi tới đi lui, một đám người ngồi dưới đất bực bội buồn chán chờ đợi. Một lúc sau, một người đứng dậy đi tới hỏi, động chủ, thế này là sao? Còn muốn chúng ta chờ đến khi nào? Chờ đi, không có tin gì không thể trách chúng ta. Chúng ta đang giữ tiền đặt cọc rồi đó. Gã vừa dứt lời, một con kim xí sí từ trên trời giáng xuống. Một người đưa tay bắt lấy con chim, lấy mật thư ra, giao cho Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên xem qua nội dung trong đó, chỉ chỉ, mục tiêu sẽ đi qua Tam Đạo Loan, chúng ta có thể chạy đến chặn bọn họ trước giờ hợi. Đi, đoàn người cấp tốc rời khỏi Sơn Lâm, lao qua một khoảng bình nguyên, lại tới một nơi núi núi sông sông. Người nào người nấy bay vèo vèo, cắt ngang vọt dọc, nhắm thẳng nơi cần đến. Ước chừng một canh giờ, một nhóm hạ xuống đỉnh núi, nhìn quanh. Dưới ánh trang, quan đạo uốn lượn, là tam đạo loan, hầu kình thiên phất tay phái mật thám đi tới trước núi quan sát kỹ, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi. Không tới nửa canh giờ sau, mật thám đi tước khẩn cấp bay về báo cáo, động chủ, có người đến rồi. Rất có thể là mục tiêu, chuẩn bị hầu kình thiên quát lên một đám người cấp tốc trùng trùng lao xuống núi mai phục ở hai bên sơn đạo lẳng lặng chờ dần dần tiếng vó ngựa càng ngày càng vang càng ngày càng gần nơi này trên gò núi sau một cây đại thụ hầu kình thiên nghiêng người nhòm ngó người đến càng ngày càng gần dưới ánh trăng tuy không nhận rõ mặt nhưng cũng đếm được số lượng 12 con ngựa 6 người khớp với tin báo mục tiêu là người trẻ nhất nhóm hầu kình thiên nhảy xuống núi dẫn hai người chạy thẳng ra đường cầm đao kiếm chờ sẵn, chặn đường đi của mục tiêu. Đoàn người đang chạy đến chính là bọn nghiêu Hữu Đạo, không ai hay biết trước mặt có mai phục, vừa qua đoạn rẽ, thấy có người chặn đường, đao kiếm dưới ánh trăng sáng loáng, mấy người vội gìm cương ngựa. Bóng người nhảy lên vùn vụt tứ phía xung quanh, bao vây nhóm người lại. Cầu chút tiền, bó tay chịu trói miễn chết, hầu kinh thiên nhàn nhạt thông báo, lời này là lừa người, mấy người hắc mẫu đơn kinh hãi cấp tốc rút kiếm để phòng. Viên phương cầm sẵn đao trên tay, sắc mặt lộ vẻ nanh sắc. Xưa nay chỉ có y đi cướp của người khác, chưa bao giờ nghĩ hôm nay sẽ bị cướp. Dưới ánh trăng, như hữu đạo bình tĩnh đối diện, lạnh mắt quan sát xung quanh, thấy khuôn mặt người đằng trước hơi quen thuộc. Đối phương vừa lên tiếng, hắn híp mắt, trầm giọng quát lên, hầu kình thiên, người muốn làm gì? Hắn chậm chậm xoa chuôi kiếm, ánh mắt dần phủ sát cơ. Hắn hỏi vậy khiến đám người viên phương ngơ ngác, không biết hắn đang nói cái gì hắc mẫu đơn giản mắt vào người chắn đường. Yêu tu bốn phía vây quanh đều ngạc nhiên, người ta nói một câu đã gọi đúng tên đông chủ, chẳng lẽ đối phương biết động chủ. Hầu kinh thiên cũng sửng sốt, cấp tốc thả Nguyệt Điệp bay tới cạnh Nhiêu Hữu Đạo. Nguyệt Điệp tới gần, chiếu rõ khuôn mặt Nhiêu Hữu Đạo đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Hầu kinh thiên không thể nói được gì, gã điều khiển Nguyệt Điệp bay quanh đám người kia. Không sai, 12 con ngựa, 6 người, hiên viên đạo chính là người trẻ nhất. Mục tiêu ám sát là vị này sao? Chuyện này, Hầu Kinh Thiên giờ khóc giờ cười. Người ta vung tay một cái là 20 vạn làm lễ ra mắt, vì mấy vạn mà giết vị này, đúng là lỗ vốn. Lại nói, đương ra không lên tiếng, gã cũng không muốn động vào vị này, vội vàng phất tay khiển trách mọi người, thả xuống thả xuống, hồng thủy sông tới miếu long vương. Là người mình, bản thân gã cũng cất bảo kiếm, bước nhanh tới trước mặt nghiêu hữu đạo, chắp tay chào, đạo ra. Người mình, tình huống gì đây, bầy yêu tu chậm rãi buông vũ khí xuống, nhìn nhau khó hiểu. Chưa bao giờ họ thấy như hữu đạo, không biết tự nhiên nhảy ra đâu một đạo ra. Một yêu tu cha đao vào vỏ, tự cho là thông minh, đi tới bên cạnh thấp giọng thì thầm, đúng không? Ta đã nói chuyến làm ăn này kỳ lạ mà, phỏng chừng có người muốn bẫy chúng ta. Bên này, ngoài hắc mẫu đơn, mấy người viên phương cũng không hiểu nổi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nghiêu hữu đạo vẫn không buông tay khỏi chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu kình thiên, chẳng lẽ là huynh trưởng ta phái ngươi đến giết ta? Hầu Kinh Thiên vội vã xua tay, sao xe tô thể có chuyện đó. Ngài và đương gia đã kết nghĩa huynh đệ, đương gia có giết ai cũng không thể giết ngài. Chuyện gì thế này, bầy yêu càng kinh hoàng hơn, vị này là huynh đệ đã kết bái sống chết có nhau với đương gia. Mấy người viên phương ngốc luôn rồi, họ không hiểu được, đương gia độ vân sơn hẳn là vân hoan chứ. Đạo gia và vân hoan kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau sao? Nghiêu Hữu đạo hỏi, vậy nửa đường ngươi chặn giết ta làm gì? Hầu Kình Thiên cười khan, đạo ra, hiểu lầm hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Ta dẫn các huynh đệ đi kiếm tài lộ, mai phục ở đây chờ cướp đường, ai ngờ đụng độ với đạo gia ngài. Tội lỗi tội lỗi, thực sự có lỗi. Các ngươi nhanh thật đấy, ta xuất phát trước ngươi, vậy mà chúng ta có thể gặp nhau ở đây, sợ là đã đi lối tắt ở độ vân sơn đến thẳng đây, vừa vặn chặn đường ta đi. Đúng là khéo quá, ngươi muốn cướp đường, cực kỳ cầu kỳ chạy đến tận nơi này, thực sự không dễ dàng. Hầu Kinh Thiên cười khổ, hắn nói vậy cũng phải, gã chẳng biết nói sao, chỉ đành chắp tay giải thích, không dối gạt đạo ra, vừa vặn trên núi có một mối làm ăn, có người chi tiền thuê chúng ta tới đây chặn giết, thực không ngờ mục tiêu lại chính là đạo gia ngài. Nếu biết trước, làm sao chúng ta có thể chạy đến đây mạo phạm? Lời này như hữu đạo tin, nếu không đối phương đã ra tay rồi, cần gì phải nhiều lời như vậy? Bị theo dõi rồi, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn hắn trầm giọng nói, nhớ người tìm khắp núi rừng quanh đây một vòng xem có kẻ nào khả nghi không. chương 218, phe thứ ba. Hầu kình thiên hơi sửng sốt, nghĩ bụng, người thực sự coi mình là huynh đệ kết nghĩa của đương gia nhà ta sao. Nhưng gã vẫn quay sang hô, điếc cả rồi sao, không nghe thấy đạo gia nói gì sao, tìm đi, mau đi tìm đi, vâng. Một đám yêu tu lĩnh mệnh chia làm hai đường nhảy lên lục soát hai bên núi. Nghiêu hiểu đạo nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước mặt hầu kình thiên, hỏi ai thuê các ngươi giết ta. Đạo gia, điều này thực sự chúng ta không biết, tình hình hiện giờ thế này ta cũng muốn biết ai muốn giết ngài. Phỏng trừng đương gia cũng muốn biết, nhưng chưa chắc người trung gian đã chịu nói cho chúng ta. Người trung gian là ai? Hầu kinh thiên thở dài, đạo gia, điều này ngài đừng hỏi. Đầu tiên, người có thể làm nghề này khẳng định có chỗ dựa không nhỏ, không dễ trêu vào. Thứ hai, đây đều là việc làm ăn không thể công khai, người ta sẽ không dễ dàng để lộ thân phận. Ta cũng không biết đối phương là ai. Mặt khác, nghề nào cũng có quy định của nghề ấy, dù cho ta có biết thật cũng không thể nói cho ngài, phá hỏng quy củ sẽ gây phiền toái cho độ vân sơn. Huống hồ, nói ngược lại, hẳn người mua sẽ không để lộ thân phận mình cho người trung gian. Dù ngài có tìm được người trung gian cũng chưa chắc đã có thể tra được người mua là ai. Nhiêu hữu đạo ngấm cũng thấy đúng, không gặng hỏi nữa, đổi chủ đề, không biết cái mạng này chỉ giá bao nhiêu tiền. Ha ha! hầu kình thiên hơi ngượng ngùng đáp ba vạn kim tệ nếu biết là đạo gia ngài dù có muốn ra tay cái giá này chúng ta cũng không thể nhận không giết ta sau này các ngươi ăn nói thế nào với người ta hầu kình thiên thở dài thu của người ta một vạn tiền đặt cọc rồi theo quy củ làm không xong việc đương nhiên không có tiền cũng phải trả lại gấp đôi tiền cọc đương nhiên đương ra cũng không thể vì chút tiền này mà hại huynh đệ mình nghiêu hữu đạo nghiêng đầu gọi hắc mẫu đơn Hắc mẫu đơn nhảy xuống ngựa đi tới, đạo ra, trên người các người còn bao nhiêu tiền, hơn 5 vạn kim tệ, như hữu đạo biết nàng cũng chỉ có chừng này, nên không gọi viên phương mà gọi nàng. Khi không nên lộ tài sản thì nhất định không thể lộ. Hắn nghiêng đầu ra lệnh, đưa 5 vạn cho gã, vị này tiêu tiền mạnh tay thật, hắc mẫu đơn thầm ai thán, nhưng không nói gì, chỉ móc kim phiếu trên người ra, cất số tiền lẻ đi, đưa 5 tờ kim phiếu cho hầu kình thiên. Hầu kình thiên giả ý từ chối, thế này, sao được, không được từ chối, ta đã khiến các ngươi phải thiệt thòi. Bảo ngươi cầm ngươi cứ cầm đi, nếu đạo gia đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể mặt dày cảm ơn. Hầu Kinh Thiên chắp tay nhận kim phiếu, lòng nhảy nhót, không thiệt không thiệt, còn kiếm được lời. Lần này không phải chạy không rồi, ngươi nhận được mối làm ăn này khi nào, bỏ kim phiếu vào túi, Hầu Kinh Thiên đáp ngay khi ngài rời đi không bao lâu. Ngưu Hữu đạo hơi nheo mắt lại, ánh mắt quỷ quyệt. Mấy người nhàn nhã hàn huyên một lúc, chờ bầy yêu tu quay lại, không có tin gì, cũng không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào đáng nghi. Sau khi hỏi thăm tình hình, Hầu Kinh Thiên hỏi Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, ngài xem, nên làm sao bây giờ? Các người đi về trước đi, được, có điều, đạo gia, có khả năng ngài đã bị theo dõi, trên đường đi phải cẩn thận. Chúng ta thất thủ, người mua còn có thể tìm người khác ra tay. Hầu Kinh Thiên nghiêm túc nhắc nhở một câu, kim chủ xa hoa như thế, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, sau này mới có cơ hội kiếm tiền. Ừ, quay lại vấn an huynh trưởng cho ta. Được, vậy ta xin cáo từ. Đạo ra đi đường cẩn thận, nhìn theo bầy yêu biến mất trong dãy núi, như Hữu Đạo chỉ chỉ đoạn hổ và Ngô Tam Lưỡng, ra hiệu cho hai người đi theo một đoạn. Khi hai người quay lại xác nhận đám người hầu kình thiên đã rời đi, như Hữu Đạo lại nhảy lên ngựa, ngồi ngay ngắn, hai mắt lấp lánh chăm chú nhìn con đường mờ mịt trước mặt, thúc mông ngựa đi. Hắn không đi tiếp, mà dẫn mọi người quay lại theo đường cũ. Cũng không hẳn là đi đường cũ quay lại, mà tìm một chỗ dễ thích hợp, dẫn mấy người trốn vào trong núi. Đường núi gồ ghề khó đi, đặc biệt là khi phải mang theo ngựa, sáu người vất vả một hồi mới tìm được một thung lũng để trốn. Trạng thái tiến lên đột nhiên đổi thành trốn tránh khẩn cấp, đương nhiên vì nhận ra được nguy hiểm. Vừa rồi đột nhiên bị chặn giết khiến cho Ngưu Hữu Đạo nhận ra được mối nguy hiểm trước nay chưa từng có. Sự nguy hiểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn không đoán trước được, với tình huống không có manh mối gì, hắn thực sự không dám đi tiếp không làm rõ việc này không biết nguy hiểm từ đâu tới cũng không biết bị theo dõi thế nào quá bị động sắp xếp người ngựa xong xuôi mọi người thi thoảng lại nhìn sang nghiêu hữu đạo đang có vẻ suy tư nặng nề nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng bên dòng suối ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên thung lũng viên phương tiến tới hỏi đạo gia chúng ta sẽ trốn ở đây sao nghiêu hữu đạo lờ gã đi một lát sau mới thả ra một câu trả năm vạn cho hắc mẫu đơn viên phương không nói gì biết trước vậy thà đừng nói. Hắc mẫu đơn đứng gần đó nghe vậy bèn đi tới nói, đạo gia, không cần đâu. Nghiêu hữu đạo không nói gì, vẫn chìm trong suy tư. Viên phương lấy ra năm vạn kín đáo đưa cho hắc mẫu đơn rồi né ra xa xa. Nhìn kim phiếu trong tay, thấy nghiêu hữu đạo đang mải nghĩ gì đó, hắc mẫu đơn không lại gần quấy rối, cũng đại khái khá hiểu cách làm người của hắn, nếu hắn cho thì cứ cầm. Có tiếng huỳnh huyệt từ đâu vọng tới chen lẫn với tiếng chim kêu kinh hãi đến mức nghiêu hữu đạo sực tỉnh lại, quay sang nhìn ở đây có một sơn động, đoạn hổ đi thăm dò trong thung lũng quay lại, phát hiện có một sơn động tự nhiên, vào xem thử, đã kinh động đến con chim tước đang nghỉ trong đó. Mấy người tới xem thử, quả nhiên là một sơn động, nói một cách chính xác là sau núi nứt ra một lỗ hồng. Cũng không lớn, lối vào có hình tam giác, sâu khoảng 2-3 trường. Vào trong sơn động xem thử, như hữu đạo gọi, mang bản đồ đến đây. Đoạn hổ móc bản đồ từ trong bọc hành lý của mình, ở đây không có bàn, đành cùng Ngô Tam Lương cầm bản đồ căng ra trước mắt hắn. Nguyệt Điệp leo lên trên nham thạch chiếu sáng, Như Hữu Đạo chống kiếm đứng trước bản đồ, ánh mắt nhìn dọc con đường vừa đi, cuối cùng rơi vào Độ Vân Sơn. Ai muốn giết hắn, hiện giờ kẻ thù của hắn cũng chỉ có mấy người đó, xét một cách tổng thể, ban đầu là Tống gia, sau đó vì hắn đã giết Tống Long nên liên lụy đến triều đình nước Yến. Ngoài hai thế lực này, lúc này hắn thực không nghĩ ra được có ai sẽ chạy đến tận nước triệu đẩy mình vào chỗ chết lần chặn giết này đã chứng minh rõ hắn đang bị theo dõi, đã bị khóa chặt và chính xác hướng đi. Ai đang theo dõi hắn, theo dõi thế nào, nếu không làm rõ được rốt cuộc mình bị theo dõi thế nào, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào lưới kẻ thù, hắn không dám xông bừa nửa bước. Hiện giờ hắn đã xác định được ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn đang đuổi giết mình. Một bên khác có thể biết hướng đi của hắn nhất chính là Độ Vân Sơn. Căn cứ vào tình hình và phản ứng của Vân Hoan khi gặp gã, Đỗ Vân Sơn có thể loại trừ. Không có khả năng Đỗ Vân Sơn biết trước hắn sẽ đến bái phỏng, nếu biết trước và có sẵn ý đồ muốn hại hắn, sẽ không tha cho hắn rời đi, có thể dễ dàng bắt hắn lại, càng không thể có chuyện sót gió. Bởi vậy, có thể tin hầu Kình Thiên, sau khi hắn rời đi, Đỗ Vân Sơn mới nhận được tin thuê giết. Người của ba phái cũng có thể loại trừ, nếu ba phái có thể nắm được chính xác con đường hắn sẽ đi, sẽ có thể tự mình chặn giết, không cần mượn tay Đỗ Vân Sơn. Nói vậy có phe thứ ba đã biết được hướng đi của hắn. Phe thứ ba này phải tìm đến độ Vân Sơn chỉ có hai khả năng. Hoặc là trong tay không có người nào có thể đẩy mình vào chỗ chết, hoặc là cách quá xa, người có thể đẩy mình vào chỗ chết không thể chạy tới kịp. Còn có thể khẳng định một điều nữa, phe thứ ba không liên lạc với người truy sát của ba phái. Nếu không đã không cần tìm độ Vân Sơn, chương 219, vòng này vòng kia. Vậy làm sao phe thứ ba có thể biết được chính xác đường mình đi? Đầu tiên là phát hiện ra hắn, sau đó là theo dõi bố trí. Khả năng bị theo dõi từ trong trích tinh thành bị hắn loại trừ. Nguyên nhân cũng giống như ba phái kia, khó có thể biết được hướng đi chính xác của hắn. Như vậy, khả năng chỉ có thể là sau khi rời xa mạc thảo nguyên, lên quan đạo mới có thể bị theo dõi. Điều kiện tiên quyết để theo dõi là phải biết hắn. Hắn khá thắc mắc, lẽ nào ở đây cũng có người biết hắn. Ở nước triệu, không có nhiều người quen hay biết về hắn, huống chi tận nơi tương đối xa xôi thế này, xác suất gặp được thực sự quá thấp, sẽ không đến nỗi lại xuất hiện tình huống như gặp Trần Quy Thạc ở Kim Châu lần nữa chứ. Lưu Tiên Tông có trong tay chân dung của hắn, lẽ nào trên đường đi cũng có người có chân dung của hắn sao? Dọc đường đi các người có phát hiện tình huống gì khác thường không? Cẩn thận ngẫm lại, bất kỳ dấu hiệu khác thường nào cũng không được bỏ qua. Như Hữu đạo chỉ tay theo một con đường trên địa đồ, thực ra dòng suy nghĩ của hắn đã khóa vào trạm dịch bên đường. Ở nơi hẻo lánh này không có mấy ai lui tới, nơi dễ gặp người nhất chính là trạm dịch mấy người cân nhắc một lúc lâu đều không có phản ứng gì, không nghĩ ra được có điểm gì khác thường. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo gia, khi ngài tới độ Vân Sơn gặp Vân Hoan, và lần chặn giết lúc trước có tính không? Không tính, dọc đường đi cũng không có gì khác thường, từ khi rời trích tinh thành lên quan đạo, ngoài hai chuyện này, chúng ta không có dừng lại ở đâu, chỉ có dừng chân đổi ngựa ở trạm dịch trên đường. Trạm dịch chúng ta đổi ngựa ở đâu? Ngươi chỉ trên bản đồ đi, còn nữa, vị trí động phủ vân tiêu xào huyệt của vân hoan và nơi chúng ta bị chặn giết ở khúc nào trên tam đạo loan người cũng thể hiện chính xác một chút nghiêu hữu đạo quay sang viên phương hỏi lấy bút than ra bút than vẽ một lát đã có thể kiếm tiền đương nhiên viên phương luôn mang theo bên mình bèn móc ra đưa cho hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn bàn luận với mấy người đoạn hổ xác định được vị trí của trạm dịch trên quan đạo trạm dịch kia khá lớn còn ở ngay ngã ba nên rất dễ định vị còn vị trí xào huyệt của Vân Hoan ở trên tòa núi chính của Độ Vân Sơn, tìm thẳng lên đỉnh núi chủ là được. Đoạn vòng cung bị chặt rét trên tam đạo loan càng dễ tìm. Đạo ra, xong rồi. Hắc mẫu đơn quay sang gọi. Nghiêu hữu đạo rút bút than trong tay nàng, tỉ mỉ quan sát bản đồ một hồi. Nếu nói là tiêu chuẩn thì bản đồ này thực không đúng tiêu chuẩn, nhưng so với bản đồ trừ tượng thời cổ đại mà kiếp trước hắn có từng biết đến thì nó quá tiêu chuẩn rồi, phỏng chừng phải có tu sĩ khắp nơi hỗ trợ mới vẽ ra được hắn cầm vỏ kiếm khoa khoa một hồi trên bản đồ, tính toán khoảng cách tới một địa điểm nào đó, sau đó lấy bút than đo tỷ lệ xích trên vỏ kiếm, rồi dùng tỷ lệ này đo ra vị trí của độ vân sơn và tam đạo loan, xác định mức độ chính xác. Một loạt hành động khó hiểu khiến cho mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì. Nghiêu Hữu Đạo đặt vỏ kiếm trước bản đồ, nhìn chằm chằm vào đó, hỏi các người nghĩ người trung gian liên hệ với Độ Vân Sơn thuê giết ta sẽ ở đâu. Hắc Mẫu Đơn cười khổ, làm sao biết được. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào phủ thành Xích Châu, từ tốn nói, hai người các ngươi căng địa đồ ra đi. Đoạn Hổ và Ngô Tam lưỡng nghe theo, Ngưu Hữu Đạo giơ kiếm đo phủ thành Xích Châu và động phủ Vân Tiêu, căn cứ vào đó khoảng cách đã biết và tốc độ phi hành của Kim sĩ đã biết, tính ra thời gian đại hát si, lấy bút than viết viết vài con số lên địa đồ, mấy người kia không biết xem số. Ngưu Hữu Đạo chấm bút lên phủ thành Xích Châu, kẹp bút than đã được pháp lực cố định chậm rãi xoay tròn vẽ lên một vòng tròn với tâm là phủ thành Xích Châu. Cất bút than đi, tính toán thời gian từ lúc rời chạm dịch đến khi rời độ vân sơn, bớt đi khoảng thời gian vừa tính được, nhân với tốc độ phi hành tương đối của kim sĩ, đoán ra khoảng cách đại khái. Hắn lại đặt vỏ kiếm nằm ngang, một đầu ở phủ thành Xích Châu, tiện tay chấm một cái làm mốc. Sau đó, hắn lại lấy phủ thành Xích Châu làm tâm, dùng bút than vẽ một vòng tròn nữa. Nghiêu hữu đạo cất bút than, tìm vị trí chạm dịch, phát hiện ra vòng tròn vừa vẽ nằm ngoài chạm dịch, không giống như suy đoán. Nhưng không quan trọng, không khác mới lạ, còn có các biến số về thời gian chênh lệch khi gửi tin, còn có thời gian ghi chép, lại thêm bản đồ không chính xác. Mà hắn chỉ cần một xác nhận đại khái, không cần tuyệt đối. Sau đó hắn lại vẽ mấy vòng tròn nữa, không ngừng cầm vỏ kiếm cân nhắc mấy vòng trong kia, lại không ngừng ghi ra mấy con số mà mấy người ở đây đều không hiểu. Một lúc lâu sau mới làm xong xuôi những việc này, hắn chống kiếm nhìn chằm chằm vào bản đồ, chạm dịch nơi chúng ta đổi ngựa có vấn đề. Hẳn là bị phát hiện ở đó mấy người nhìn nhau, sau đó, Nghiêu Hiếu Đạo lại từ tốn nói, có lẽ sau khi chúng ta rời dịch trạm khoảng một nén nhang tin tức bắt đầu được gửi đi, đến phủ thành Xích Châu, dừng lại khoảng nửa canh giờ, sau đó mới do người trung gian tới Độ Vân Sơn mua mạng. Nếu ta đoán không sai, người mua mạng ta và người trung gian đều đang ở trong phủ thành Xích Châu. Mấy người kia không nói được gì, hắn nói cứ như tận mắt nhìn thấy vậy. Hắc mẫu đơn hỏi dò, đạo gia, ta thấy hình như mới đầu ngài đã nhắm đến phủ thành Xích Châu mới đầu phủ thành xích châu chỉ là một giả thiết cái nghề mua mạng người này người nào không chấn giữ được cả hai bên mua và bán không thể làm được mà người trung gian luôn phải sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với người khác giải quyết vấn đề cho người mua việc này năng lực cá nhân không thể làm được chắc chắn phải là một tổ chức ta không biết tổ chức này lớn cỡ nào nhưng đầu mối hẳn sẽ không nằm ở nơi nhỏ như độ vân sơn vị trí của nó nên có ưu thế truyền tin kết hợp với thời gian truyền tin đi về có thể đại khái xác định được khoảng cách, đại thể xem qua thì xích châu rất đáng nghi. Vì vậy, ta đưa ra giả thiết xích châu. Cuối cùng, sau khi tính toán, dù là thời gian hay khoảng cách đều khá hợp lý, bởi vậy giả thiết xích châu được thành lập. Mấy người trơ mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, mấu chốt là nghiêu hữu đạo còn rất trẻ. Hắc mẫu đơn nghĩ, nếu không phải vì mình đã lớn tuổi, có khi sẽ động lòng với nam nhân trẻ tuổi này. Cũng vì nàng lớn hơn người ta cả bó tuổi nên mới không có ý nghĩ sâu đó. Nếu lời mời hầu ngủ một đêm ở khách sạn yêu nguyệt hôm xưa được tái hiện ở đây, nàng nghi ngờ mình sẽ đồng ý mất. Hắc mẫu đơn chớp chớp mắt, hỏi, đạo gia, tiếp theo phải làm thế nào? Nghiêu hữu đạo đáp, đối phương có thể nắm được tuyến đường chúng ta đi một cách chính xác, không chỉ đơn giản là phát hiện ra chúng ta nữa. Khẳng định trên tuyến đường này có nhãn tuyến, tạm thời không được lộ diện, trước hết tránh ở đây một lúc rồi nói. Đoạn hồ, đạo gia, ta thấy, bỏ cưới ngựa, lẳng lặng rời đi là ổn nhất từ lúc phát hiện đến lúc tiếp cận chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn có thể lập tức triệu tập được người ở cái nơi vắng vẻ thế này bất luận là tổ chức nào cũng vẫn là có kẻ đằng sau mua mạng của ta bất kể là ai làm tóm lại thế lực không hề tầm thường không hiểu rõ nguyên nhân làm sao biết tránh nguy hiểm thế nào có thể sau này sẽ còn có nguy hiểm nhất định phải loại bỏ được tai họa ngầm này nếu không nửa bước chúng ta cũng khó đi khi nên làm rùa đen thì vẫn nên rụt đầu lại dứt lời mặc kệ mấy người có đồng ý hay không, hắn chống kiếm chậm rãi đi ra ngoài. Mấy người trong động nhìn nhau, viên phương quay sang nói với đoạn hổ và ngô tam lưỡng, mở bản đồ ra xem. Bản đồ vừa mở ra, mấy người liền ghé đầu vào xem, đánh giá từng vòng tròn to to nhỏ nhỏ trên đó. mươi 220, quả nhiên có vấn đề, có những điều không khó giải thích, mấy người ở đây không ngốc, trước đó khi xem nghiêu hữu đạo vẽ vẽ tính tính, bọn họ đã đại khái hiểu được phần nào, chỉ là chưa bao giờ thấy phương pháp này này thôi giờ cẩn thận xem lại, ai cũng ngẫm nghĩ, cảm thấy mình đã học được một chiêu. Trời tối lại hừng đông, đoàn người thay phiên trực canh gác. Độ Vân Sơn, Động Phủ Vân Tiêu, Vân Hoan khoanh chân ngồi tĩnh tỏa trên tháp đá nhìn Hầu Kình Thiên dâng lên năm vạn kim phiếu, khóe miệng giật giật. Thấy gã mãi không nhận, Hầu Kình Thiên ngẩng đầu nhìn. Vân Hoan nhíu mày, xác nhận hỏi, ngươi nói sao? Ngươi nói mục tiêu vụ làm ăn này chính là nghiêu hữu đạo. Hầu Kình Thiên rất vui, Gã nhận ra đương ra không coi vị huynh đệ mới kết bái kia ra gì, đến tên cũng còn gọi sai, bèn sửa lại. Đương ra, sai rồi, không phải như hữu đạo, mà là hiên viên đạo. Ngoài hắn ra, còn ai có thể hào phóng như vậy? Vân Hoan trầm mặt nói, hiên viên đạo chính là Ngưu hữu đạo. Ngưu hữu đạo chính là hiên viên đạo, tên kia chính là Ngưu hữu đạo đã giết sứ thần nước Yến ở Kim Châu. Hầu kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, chuyện này, chấm SAO có thể sao mà không thể vân hoan kể sơ lại chuyện lúc trước cầm kim phiếu đếm lẩm bẩm đằng sau có người truy sát đằng trước có người chặn giết gia hỏa này còn trẻ như thế rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người còn dám tìm tới độ vân sơn ta giả danh lừa bịp thấy hầu kình thiên ngơ ngác vân hoan phất phất tay ngươi lui xuống trước đi việc này ngươi không biết cũng không thể trách ngươi nhưng không được để lộ chuyện kết bái ra chúng ta không sợ nhưng cũng không cần phải chọc vào phiền phức vâng hầu kình thiên khúm núm đáp Rời động phủ, gã vội bay vút đi, lúc ấy ở Tam Đạo Loan có một đống kẻ nhìn thấy, không biết đám gia hỏa này quay về có nói lung tung không, gã phải mau chóng đi dặn họ ngậm miệng lại. Trạng vạng tối hôm sau, sau một ngày khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện, như hữu đạo từ trong sơn động bước ra, ngẩng đầu nhìn dáng chiều đầy trời, bèn men ngược giòn suối đi lên. Hắn lên đến sơn cốc trên thượng du, phía trước có đầm nước, trên đầm nước có một cái đầu người ướt súng, tóc tai bù xù. Chính là hắc mẫu đơn đang đến ca trực, bôn ba thật lâu phong trần mệt mỏi nhìn thấy có đầm nước xanh ở đây nàng không nhịn được muốn tắm một cái nghĩ giờ đang là ca trực của mình chắc sẽ không ai tới bèn thong thả thư giãn ai ngờ đột nhiên có tiếng bước chân nàng vội trốn vào dòng nước chỉ thò đầu ra nhìn thì thấy nghiêu hữu đạo bước đến đạo gia đừng tới đây không tiện hắc mẫu đơn kêu lên nghiêu hữu đạo lập tức hiểu nàng đang làm gì nhưng không để ý tiếp tục đi tới hắc mẫu đơn luống cuống hấp lấy quần áo cách đó không xa che cơ thể. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo vẫn thong thả đi qua đầm nước, không chớp mắt, cũng chẳng nhìn nàng một cái, tiếp tục đi lên. Hắc mẫu đơn câm nín, nàng chưa bao giờ thấy ai như vậy, nhưng kệ hắn, quăng quần áo ra, tiếp tục thoải mái tắm rửa. Nhưng nàng tắm nhanh hơn lúc nãy, vội vội vàng vàng xong xuôi, mặc quần áo, nàng cũng đi lên. Lên vách núi trên thượng du nàng mới thấy Nhiêu Hữu Đạo chống kiếm nhìn trời chiều đỏ rực, lặng lẽ nhìn hắn nghiêu hữu đạo gạt đi vẻ hoang mang vẫn nhìn thẳng lạnh nhạt nói ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hai chúng ta hòa hắc mẫu đơn vừa bực mình vừa buồn cười nhưng vẫn thử trêu chọc đạo ra vừa nãy khi ngài đi qua chẳng lẽ không muốn nhìn nhìn cái gì nhìn ta tắm đó nam nhân đều như vậy mà có gì đáng nhìn a à, chê ta xấu hả chê ngươi đen hắc mẫu đơn lườm hắn chỉ hơi đen thôi không được sao không nhìn vì thấy ngươi đã cầm quần áo che rồi biết có nhìn cũng chẳng thấy gì không bằng không nhìn tránh khỏi mang tiếng xấu giải thích như vậy ngươi hài lòng chưa hắc mẫu đơn cười khúc khích bớt đi đạo gia thứ cho ta mạo muội ngài còn trẻ tuổi khí huyết phương cương không muốn nữ nhân sao ngươi muốn ta nói gì hắc mẫu đơn tò mò hỏi có thích cô nương nào không không có làm sao có thể ngươi hỏi chuyện này làm gì muốn giới thiệu hay là động xuân tâm châu già muốn gặm cỏ non giới thiệu làm mai cũng phải có người ngươi thích đã chứ còn chuyện động xuân tâm có vẻ như có một chút ta có quý ngài nhưng tuổi tác chúng ta không hợp nếu không nhất định ta sẽ không tha cho ngài đương nhiên nếu ngài đồng ý cho ta ăn cỏ non ta cũng không từ chối nghiêu hữu đạo cười khẽ nhẹ nhàng lắc đầu nhớ lại dáng vẻ khóc lóc tội nghiệp của ai đó ở khách sạn yêu nguyệt hắc mẫu đơn huyết cùi trỏ vào hắn không đùa đâu nói thật đấy ta quý ngài thật người trẻ tuổi khí huyết phương cương ta có thể hiểu nếu khi nào không có nữ nhân bên cạnh mà ngài khó chịu có thể tới tìm ta ngài yên tâm ta tự nguyện sẽ không quấn lấy ngài ta nói thật quả nhiên là nữ nhi giang hồ nghiêu hữu đạo mỉm cười quay sang khẽ gật đầu ta hiểu ý ngươi vậy rốt cuộc ngài chịu hay không chịu ý cười của nghiêu hữu đạo khá sâu xa người đoán xem hắc mẫu đơn lại lườm hắn chán chết nàng quay người nhảy xuống sườn núi trời tối dần nhiều hữu đạo quay về động chỉ thấy hắc mẫu đơn đang ngồi bên đống lửa nướng đồ ăn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, còn ánh mắt lôi tông khang nhìn mình lại có vẻ là lạ. Nhiều hữu đạo khoanh chân ngồi xuống ghế chủ, viên phương đang ngồi xếp bằng đứng đậy, lén lén lút lút bò tới bên cạnh hắn, khẽ nói thầm, đạo ra, hắc mẫu đơn vừa nói xấu ngài. Sao, hắn ngạc nhiên, viên phương thì thầm, vừa rồi khi bọn họ giao ca, hắc mẫu đơn đã nói ngài lén nhìn trộm nàng ta tắm rửa. Y quan sát phản ứng của hắn, ha ha, Ngưu Hữu Đạo cười lớn, nhìn Hắc Mẫu Đơn giả bộ như không biết gì, không giải thích. Đương nhiên Hắc Mẫu Đơn cũng biết Phiên Phương vừa nói gì, cũng thật phục Ngưu Hữu Đạo, thế mà cũng không thất thố, tuổi còn trẻ mà dày dặn không ngờ. Mãi mấy ngày sau ánh mắt Đoạn Hổ và mô Tam Lưỡng nhìn hắn cũng là lạ. Một buổi sáng sớm mấy ngày sau đó, nhóm người rời vùng núi ẩn thân, lên quan đạo, theo đường cũ trở về. Bôn ba suốt một đường không ngừng, thấy chạm dịch mục tiêu phía xa xa, Nưu Hữu Đạo ra dấu, Đoạn Hổ và Mô Tam lưỡng vội tách ra hai phía. Hai người chạy vào hai bên rừng, cấp tốc xuống ngựa, nhanh chóng bí mật áp sát dịch trạm. Mấy người như Hữu Đạo không dừng bước, đến trước cửa dịch trạm thì giảm tốc, rẽ thẳng vào đó. Mấy người lần lượt nhảy xuống ngựa, lại vào trong lều gọi chút đồ ăn. Hắc Mẫu đơn lại đi tìm dịch trưởng đổi ngựa. Ăn no bụng, đổi xong ngựa, nhóm người lại nhảy lên lưng ngựa xông ra khỏi dịch trạm, lại mau chóng chạy đi. Lần này bọn họ chạy không xa, chỉ ra vài dặm rồi ngừng, nhìn quanh tứ phía không có ai, lập tức chạy vào trong rừng ẩn nấp. Chỉ để lại hắc mẫu đơn và viên phương ở lại, như hữu đạo bay lượn trong rừng chạy về phía dịch trạm. Trên lầu cao của dịch trạm, một cánh cửa sổ được đẩy ra, một con kim xí sí bay vút lên. Dịch tốt thả kim xí sí nhìn qua cửa sổ một vòng, vừa đóng cửa, đoạn hồ ẩn thân trong khoảng rừng sau dịch trạm cấp tốc nhảy tới bên ngoài cửa sổ, thì pháp mở cửa, nhảy vào. Dịch tốt trong phòng quay phát lại, quá sợ hãi, còn không kịp kêu tiếng nào đã bị đoạn hổ cách không bắn chỉ phong ngã nhào. Đoạn hổ quắp năm ngón tay lại, hấp lực đỡ dịch tốt chậm rãi ngã xuống, không phát ra tiếng động nào. Dịch tốt nằm dưới đất căng bệnh quay hàm, không nhúc nhích. Đoạn hổ quay lại cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi lập tức lách mình ra, nhảy lên nóc dịch trạm, ra giấu với ngô tam lưỡng trong rừng bên cạnh. Thấy đồng bạn đáp lại, gã lại lách mình quay lại gian phòng kia. Nghiêu hữu đạo từ trong núi nhảy ra thấy ngô tam lưỡng xuất hiện ở đối diện dịch trạm, lập tức vòng ra đằng sau, thấy cửa sổ trên lầu mở ra, cũng thấy đoạn hổ sau đó, bèn lắc mình lên chui vào. Đạo ra, đoạn hổ thấp giọng chắp tay, chỉ chỉ dịch tốt nằm dưới đất, không ngoài sở liệu của ngài, quả nhiên dịch trạm này có vấn đề. Không đánh rắn động cỏ chứ, đạo ra yên tâm, không kinh động đến người trong dịch trạm. Như hữu đạo nhìn sang dịch tốt kia, liếc thấy có máu đen chảy ra từ khóe miệng gã, giật mình ngồi xổm xuống cậy miệng gã ra, thấy gã đã cắn nát răng nanh trong miệng. Đoạn hổ cũng giật mình, vội ra tay cứu. Như hiểu đạo chậm rãi đứng dậy, được rồi, trong hốc răng nanh có dấu túi độc, địch thủ đã chuẩn bị từ trước, không cứu được. chương 221, ám chiến, cấm chế trên người dịch tốt đã được giải khai, mặc dù vậy, toàn thân gã vẫn run rẩy kịch liệt, còn người đờ ra không có phản ứng, khóe miệng dỉ máu đen. Đoạn hồ ngượng ngùng, đạo ra, là ta chủ quan. Bôn ba qua lại, chạy tới chạy lui, thật vất vả mới bắt được mục tiêu, muốn ép hỏi ra kẻ đứng đằng sau, kết quả lại gã lại tự tử, thực sự hổ thẹn. như hữu đạo thuận tay giật một bộ y phục trong phòng tới ném xuống đất, nhanh chóng dùng mũi chân chặn vào cổ dịch tốt không cho máu ở khóe miệng gã chảy xuống sàn nhà, sau đó mới quay lại nói không trách người được, ai ngờ được nhãn tuyến ở dịch chạm lại là tử sĩ. Nhưng lần sau phải chú ý, vâng, đoạn hổ xấu hổ gật gật đầu, quả thực gã làm việc không cẩn thận. như hữu đạo nhìn quanh phòng, ra lệnh, cẩn thận lục soát một chút, không được bỏ sót bất kỳ manh mối khả nghi nào. Đồ nào lấy ra rồi, nhớ phải đặt lại đúng vị trí vâng đoạn hồ thưa vâng lập tức lục tung lên nghiêu hữu đạo cũng không nhàn rỗi nhưng hắn không vội ra tay mà chậm chậm sờ sờ tay kiểm tra rất nhanh hắn lục ra lồng chim trên lầu cát trong đó còn mấy cọng lông của kim xí sí. nghiêu hữu đạo cầm lên nhìn một chút rồi đặt lại lên nóc nhà lật đệm giường lên thấy một miếng giấy gấp gọn đoạn hồ mở ra xem sửng sốt đạo ra ngài xem này nghiêu hữu đạo ngồi xổm dưới đất nhìn thân thể dịch tốt ngẩng đầu lên nhận lấy tờ giấy, nhìn bước chân dung con người co rụt lại, chậm rãi đứng dậy hỏi có giống ta không? Chỉ ít khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần, lại thêm đuôi tóc đạo ra buộc đằng sau, giống tới 9 phần. Sắc mặt nghiêu hữu đạo dần đanh lại, hắn biết cách vẽ tranh thủy mặc, thậm chí còn có thể giám định được tranh chữ đồ cổ là thật hay giả, là chuyên gia ở mặt này, liếc mắt một cái liền nhận ra bức tranh này không hải vẽ, mà là in ra. Chậm rãi quay sang nhìn máu độc chậm chậm dỉ ra từ miệng dịch tốt, hắn từ từ nói đừng lục soát nữa đặt mọi thứ về vị trí cũ mang thi thể ra ngoài xử lý sạch không được để lại vết thích mặt khác người cải trang một chút quay lại dịch trạm này nghĩ cách thu mua một dịch tốt nào đó hỏi thăm lai lịch của dịch tốt này cho ta vâng đoạn hổ gật đầu nghiêu hữu đạo cất bức họa đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thừa dịp không có ai lẻn ra ngoài biết mất trong ngọn núi đằng sau đi ra vài dặm hắn gặp viên phương và hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn hỏi đạo gia thế nào Nghiêu hữu đạo móc tấm chân dung ra, kẹp hai ngón tay đưa cho nàng. Hắc mẫu đơn mở ra xem, viên phương cũng ghé lại, thấy người trong bức tranh, hai người nhìn nhau. Đạo ra, bức tranh này tìm được từ dịch trạm sao? Viên phương hỏi, nghiêu hữu đạo chắp tay lặng lẽ đứng đó không nói gì, đang chìm vào trong trầm tư. Dù trước đó hắn đã nghi ngờ, nhưng từ khi thấy bức chân dung của mình ở dịch trạm, hắn vẫn khá bất ngờ. Thâm ý đằng sau việc này khiến cho hắn rất nặng nề. Chân dung này là in ra, muốn in được cần có bản khắc nếu chỉ in ra một số lượng ít chân dung cũng không cần phiền toái như vậy có nghĩa là đang có một số lượng lớn chân dung của mình được in ra kẻ sau màn in ra nhiều chân dung của mình như vậy là muốn làm gì đương nhiên là muốn tìm mình còn nữa dịch tốt kia lại là tử sĩ tử sĩ chia làm hai loại một loại là người liều mạng tử chiến một loại khác là người mang theo bí mật không thể tiết lộ hiển nhiên dịch tốt kia là loại thứ hai trong nước triệu hắn không có kẻ thù gì vẫn là câu nói kia, có thể chạy đến tận nước Triệu đuổi giết hắn, chỉ có hoặc là triều đình nước Yến hoặc là Tống gia. Kết hợp hai điều này, vậy tử sĩ mang bí mật kia là người nào? Để đối phó với hắn, Tống gia lại phái một người không phải tu sĩ mà là một người giữ bí mật sao? Rất vô lý, lại thêm một trận giao phong kín đáo mấy hôm trước đã để lộ ra một thế lực không thể coi thường. Ở nước Yến, Tống gia có quyền có thế, nhưng thế lực còn chưa đến mức có thể tập trung nhân lực ở một nơi khác bất kỳ lúc nào điều này đã vượt khỏi phạm trù năng lực của Tống Gia. Tổng hợp tất cả các manh mối có được, đám án đã vô cùng rõ ràng. Đó là nhân viên tình báo của triều đình nước Yến bố trí trong cảnh nội nước triệu. Kết hợp với số lượng chân dung rất lớn được tung ra, như hiểu đạo ý thức được, nước Yến đã dùng đến sức mạnh quốc gia để truy tìm tung tích của mình. Tìm được mình, đương nhiên là phải giải quyết mình. Đây là hậu quả khi hắn giết một sứ thần nước Yến. Đây cũng là câu trả lời cho một nghi vấn khác của hắn vì sao người mua mạng mình lại không liên hệ với ba phái kia? Điệp viên của nước Yến trong cảnh nội nước triệu không thể tùy tiện để lộ thân phận, khả năng có liên hệ với bọn cao túc thông rất thấp. Về phần chân dung trong tay Lưu Tiên Tông, mặc dù hắn không biết bước chân dung đó có phải cùng một bản với bức chân dung này không, nhưng hai bên đều đã dùng đến chân dung. Hắn nghi ngờ, hoặc là Tống Gia lấy từ triều đình, hoặc là triều đình lấy được từ tay Tống Gia. Lôi Tông Khang chờ bên ngoài dẫn đoạn hổ và ngô tam lưỡng quay lại, Đoạn hổ vừa nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới cạnh Nghiêu Hữu Đạo chắp tay bẩm báo, đạo gia, thuộc hạ bỏ ra mấy mai kim tệ, đã hỏi được một dịch tốt. Người chết tên Triệu Đại, vốn là mã phu trông ngựa gần thành, sau đó, được một vị viên ngoại thưởng thức, hỗ trợ xin cho làm dịch tốt, hơn 10 ngày trước mới đến dịch trạm. Hơn 10 ngày trước, Nghiêu Hữu Đạo lẩm bẩm, giơ tay gọi bản đồ. Mấy người có vẻ đã quen với thói quen động tí là xem bản đồ của hắn, viên phương móc bản đồ ra, cùng đoạn hổ mở rộng bày ra trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ với chi chít các con đường răng dọc mắc ngang như tơ nhện, Ngưu Hữu Đạo không biết chỉ có dịch trạm ở đây có cảnh người, hay tất cả các dịch trạm đều có cảnh người. Hắn hy vọng chỉ có dịch trạm kia có người, vừa hay mình xui xẻo đụng phải, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là mơ tưởng. Hắn cũng không biết nước Yến chỉ răng lưới ở nước Triệu chỉ để tìm mình, hay còn răng lưới ở tất cả các nước khác. Hắn chưa từng đứng từ độ cao của quốc gia để xem xét sự việc, không biết được sức mạnh này lớn đến chừng nào, nhưng nghĩ tới chuyện trên đường tới nước hàn mình sẽ gặp không ít dịch chạm cũng hơi bất an hắn có thể tránh dịch chạm cũng có thể cải trang dịch dung sau đó để không hấp dẫn sự chú ý mọi người sẽ phân tán ra mà đi nhưng làm vậy sẽ cực kỳ không tiện trên giường đi cứ trốn trốn tránh tránh mãi cũng không phải biện pháp hay còn có số chân dung không biết bao nhiêu bức đã được trả ra nữa không biết chúng được đưa đến tay ai không biết tránh đường này có thể gặp phải đường khác không điều này khiến hắn cực kỳ lo lắng Đoạn hổ, ngô tam lưỡng, lôi tông khang, nghiêu hữu đạo gọi ba người tới, chỉ chỉ vào bản đồ, ba người các ngươi cải trang một chút, từ lối rẽ này, chia làm ba đường, phải mua được dịch tốt của tất cả các dịch trạm bên đường, tuyệt đối không được bỏ qua cái nào, nghe ngóng xem gần đây có dịch tốt nào mới vào kiểu như triệu đại không, nếu có, ghi rõ trên bản đồ. Ba ngày sau, cũng canh giờ này, về đây gặp mặt. Hắn không thể xác định được trong dịch trạm nào cũng có cài người hay triệu đại chỉ là một trường hợp đặc biệt, cũng phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Ba người họ không hiểu hắn đang làm gì, dịch trạm có vấn đề thì tránh đi là được, đâu cần phải tìm hiểu như vậy, nhưng vẫn đứng chắp tay đáp, vâng. như hiếu đạo dặn, trên đường cứ bỏ tiền vào dịch trạm đổi ngựa, ngựa nghỉ người không nghỉ. Lập tức xuất phát, vâng, ba người nhận lệnh, cải trang một hồi thay đổi chút ngoại hình rồi phóng ngựa ra khỏi sơn lâm, đến ngã ba gần đó, chia nhau ra đi. Ba người đi rồi, nhiều hiếu đạo cũng không ở lại đây mà tiếp tục đi vào sâu trong tìm nơi ẩn nấp thật xa. Trong phủ thành Xích Châu, thư phòng toàn phủ, toàn thiếu khang ngồi sau bàn làm việc nhiến bệnh mặt nặng nề hỏi, vẫn không có tin tức gì sao. chương 222, không đáp lại cũng không hay. Dịch trạm nào đó gửi báo cáo lên cấp trên rằng đột nhiên thiếu mất một dịch tốt, không biết đi đâu, cũng không thấy về nhà. Bề ngoài chỉ là đột nhiên thiếu người, nhưng tin tức truyền ra lập tức kinh động đến bên này, vì họ biết thân phận thực sự của dịch tốt kia. Quản gia toàn kiều đáp, bên dịch trạm kia vẫn đang tìm người, không biết có phải vào núi rồi mất tích không? Gã vừa gửi tin về liền mất tích, người cảm thấy có thể trùng hợp vậy sao? Không cẩn thận có khi rơi vào tay nghiêu hữu đạo rồi. Toàn cầu trần trừ nói, gã chỉ phụ trách gửi tin đi, không có bất kỳ hành động nào khác, ven đường có nhiều dịch trạm như vậy, làm sao nghiêu hữu đạo có thể nhắm chúng dịch trạm kia, nhắm chung gã? Có vẻ rất khó, toàn thiếu khang chậm rãi đứng dậy, khó nói. Nghiêu hữu đạo này rất không bình thường, lần đầu giao thủ ta liền phát hiện ra trong phạm vi thế lực của đỗ vân sơn bằng vào thực lực của mình hắn lại có thể khiến cho người của đỗ vân sơn nhận thua dừng tay bồi thường tiền từ đó có thể thấy được phần nào bản lĩnh của hắn lần thứ hai là cùng một dịch trạm cùng một tuyến người phát hiện ra hắn sau đó tuy có triệu tập nhân thủ nhưng không phát hiện ra được tung tích của hắn lần thứ hai hắn xuất hiện ở dịch trạm kia liền xảy ra chuyện hẳn là hắn đã nghi ngờ rồi lão rời bàn chắp tay đi qua đi lại một lúc đột nhiên dừng bước để an toàn lập tức thông báo cho tuyến người bị mất tích chuyển đi lập tức liên hệ tới các dịch trạm trong cảnh nội xích châu những người đang chấp hành nhiệm vụ tương tự phải lập tức lắng xuống toàn tuyến chuyển đi bên trên lập tức chấp hành ta sẽ giải thích với bên trên vâng ba ngày sau sắp đến giờ hẹn trong một sơn cốc nhiều hữu đạo phái hắc mẫu đơn đi đón ba người đoàn hổ rồi gọi viên phương đến dặn ta tới chỗ khác quan sát người ẩn nấp trên đường xem xem sau lưng bọn họ có người nào không nếu không có ai, người mau chóng quay lại đốt đống củi đằng sau sơn cốc hôm qua ta chất kia, rồi gặp bọn họ. Nếu có người, người không nên quay lại nữa, rời đi ngay lập tức. Ta sẽ gặp người ở đây, hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Vâng, viên phương hiểu ý hắn, khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Như hữu đạo nhìn bốn phía, cũng lách mình biến mất trong núi cao rừng sâu. Vì vậy, khi hắc mẫu đơn đưa ba người đoạn hổ quay về, trong sơn cốc không có ai, tìm khắp nơi cũng không thấy không thấy ai, nàng đành gọi lớn, đạo ra, đạo ra. Một lúc sau, có tiếng viên phương vọng ra, gọi gọi cái gì. Đạo ra đang bận, sẽ quay lại ngay. Mấy người nhìn lại, thấy viên phương vọt ra từ một bên núi. Ngô Tam Lượng chỉ đằng sau sơn cốc, mau nhìn, sau núi có khói. Mấy người nhìn lại, quả nhiên thấy có khói bốc lên đằng sau núi, bèn bay vút tới xem. Tới đó, chỉ thấy một đống củi to tướng cháy lên hừng hực, nhưng không thấy người. Lát sau, nhiều hữu đạo cầm theo mấy con gà rừng thỏ rừng đã làm lông sạch sẽ từ trong núi bay ra, giao cho hắc mẫu đớn, nướng đi, mọi người vất vả rồi, khao mọi người đấy. Quay đầu lại hỏi ba người đoạn hổ, trên đường thuận lợi chứ? Thuận lợi, ba người gật đầu, lấy địa đồ ra, trên đó đều đánh dấu các điểm chạm dịch trên đường. Nhiều hữu đạo bảo ba người ghép ba tấm địa đồ lại làm một, cẩn thận hỏi thăm tình hình. Ba ngày nay ba người này đếm ra được hơn 70 dịch chạm, nhưng chỉ có mười mấy dịch chạm gần đây mới có dịch tốt gia nhập, dù vậy điều này cũng khiến cho Ngưu Hữu Đạo chú ý tới. Gần đây không chỉ có một triệu đại sở kia bổ sung vào dịch trạp, chỉ trên ba con đường này đã có thêm 10 người mới. Tuy người có vẻ không nhiều, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn chú ý tới việc này thì chừng đó đủ để cho hắn ta cảnh giác rồi. Ngưu Hữu Đạo cầm bút than chỉ đánh dấu vào những dịch trạm mới bổ sung người kia, nhìn chăm chú, cân nhắc tỉ mỉ không biết những người này bổ sung đến đây là để tìm mình hay là đến là vì mình. Hay hướng nguyên nhân này khác nhau rất lớn, ở chỗ mật độ và số lượng người. Mới đầu không nhìn ra manh mối gì, không phải tất cả các dịch trạm kia đều ở gần ngã ba như chỗ của triệu đại sở. Nhưng dần dần hắn cũng nhìn ra chút manh mối, vạch một vòng tròn quanh những khu vực ba người loại bỏ, đặt ngang bút chỉ bôi bôi lên địa đồ, xóa xóa phần lớn khu vực trôn vòng, chỉ để lại một con đường nhỏ. Loại bỏ tất cả những thứ quấy nhiễu thị giác, một con đường lộ ra trên địa đồ, có vẻ như tình hình đã rõ ràng. Những người khác cũng dần dần nhận ra manh mối, hắc mẫu đơn chỉ lên địa đồ, nói, những vị trí này rất đáng chú ý, đạo gia, ngài nhìn xem, mấy cái này, dù đi đường thế nào đi nữa, chỉ cần tới khu vực này, chắc chắn phải đi qua một trong các dịch trạm ở đây. Những điểm khác cũng tương tự, do vậy, không cần phải sắp xếp người ở tất cả dịch trạm, có thể tiết kiệm rất nhiều người. Nghiêu hiểu đạo khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, vậy tức là hành động lần này không phải bổ sung thêm người vào dịch trạm mà là nhầm vào hắn. Như thế cũng phù hợp với nghi ngờ của hắn, nếu dịch trạm nào cũng cài người, thì nước Yến sẽ phải bỏ ra bao nhiêu người mới đủ chứ. Không thể nào chỉ vì hắn mà các nhân viên tình báo của nước Yến ném hết tất cả các việc khác được. Viên phương chừng mắt nhìn, thế này dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần xác định được trên đường đi có dịch trạm có thể được cài người, thì lách qua, không cần vừa đi vừa nghỉ, trốn tất cả dịch chạm Nhiều hiểu đạo phản đối, cách này không thực tế. Đầu tiên, chúng ta không quen tình hình trên đường, không biết trên đường nào có dịch trạm, đến gần mới thấy được. Người xem, trên đường này có tới ba dịch trạm, hắn chỉ vào đầu đường, nếu không phải vì đã điều tra được người được cài vào ở bên trái nhà này, người có thể nhìn ra được sẽ là dịch trạm nào sao. Còn nữa, trên đường đi có không ít dịch trạm được đặt ở đầu cầu bên sông, người có thể đạp sóng qua sông, nhưng ngựa thì phải làm sao. Đi vòng đường bộ xa tít tắm sao, có mệt quá không, nếu thực là thế, không cần phải cưỡi ngựa nữa, bay đi cho nhàn. Viên phương gãi gãi cổ cười ha ha, vừa nãy y không nghĩ nhiều như vậy. Mấy người hắc mẫu đơn có vẻ hơi bực bội, không biết rốt cuộc hắn muốn đi đâu. Từ đầu tới cuối, không chịu bay, nhất định phải ganh với mấy dịch trạm này. Rõ ràng là chuẩn bị đi xa mà, nhưng rốt cuộc là đi bao xa, đi đến đâu. Còn một tình huống nữa, ai dám cam đoan nơi nào cũng đúng như chúng ta phán đoán. Ai dám cam đoan ở một nơi nào đó không giặt thường người. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo gia, vậy ý ngài là. Như hữu đạo lạnh nhạt đáp, người ta tặng lễ mà không đáp lại cũng không hay không biết thì thôi, nếu đã biết thì phải thanh trừ hết. Đoạn hổ nghi ngờ hỏi, đạo gia, chỉ đựa vào mấy người chúng ta, sợ là không làm được đâu. Đương nhiên chúng ta thì không được, với tổ chức thế này, căn bản chúng ta không thể đấu, các môn phái bình thường cũng không thể đấu. Chúng ta không tưởng tượng nổi tài lực và nhân lực người ta có thể động. Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông chỉ cần phái ra bất kỳ một ai cũng có thể ép chúng ta phải chật vật chạy trốn, môn phái tu hành sau lưng người ta cũng không phải chỉ có ba phái này cao thủ có thể phái ra cũng không phải chỉ có mấy người này nếu chúng ta thực sự muốn nhảy ra cứng đối cứng là đi tìm chết rồi cũng không ăn thua gì nhiều lắm cũng chỉ động lưới đánh rắn động cỏ không cắn được mấy cái hắc mẫu đơn hỏi vậy phải làm sao bây giờ để người có thực lực chế hành làm đi nghiêu hữu đạo nhấc ngón tay chỉ đoạn hổ và nghiêu tam lưỡng cần hai vị cực khổ đi chuyến nữa rồi hai người trả lời xin đạo gia phân phó các ngươi lập tức không ngừng không nghỉ chạy đến kinh thành nước triệu với tốc độ nhanh nhất, đi tìm 5 người. Sứ thần nước Hàn Gia Cát Tầm, Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc, Sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc, Sứ thần nước Việt Tùy Phái, Sứ thần nước Tề Tả An Nhiên, tìm được 5 người này, không cần nói nhiều, chỉ cần cố gắng giải thích chuyện nước Yến sắp xếp mật thám ở các dịch trạm thôi. Cũng đừng nói là nhầm vào ai, tất bọn họ sẽ cảnh giác, sẽ mau chóng thông báo tới triều đình nước mình cấp tốc đi thăm dò. chương 223, không lo ngại gì một lúc đầu hắn chỉ lo bên nước Hàn, vì đích đến của hắn là ở đó, nhưng nếu chỉ nhằm vào một nước Hàn thôi sẽ khó tránh khỏi hiểm nghi bại lộ hành tung. Vậy nên, mặc kệ có đi nơi khác không, hắn cứ quấy loạn một nồi lên che giấu tai mắt người khác. Dù sao cũng không cần hắn phải làm gì, còn chuyện nước Yến có bố trí như vậy ở các nước khác không thì hắn không biết. Tối thiểu, các nước mà hành động, chưa cần biết có dọa giúp hắn bớt tí nguy hiểm nào không, nhưng ít nhất cũng có thể đánh rắn động cỏ, dọa đám nhãn tuyến dọc đường phải co vòi lại, hắn sẽ không còn phải lo lắng đường đi có thông suốt không nữa. Nếu không, xem tình hình trước mắt, chỉ chút phiền phức này thôi cũng đủ cho hành trình của hắn chậm lại rất nhiều ngày rồi. Thực sự là thế lực sau lưng đối phương quá lớn, hắn có tự tin hơn nữa cũng không thể tự đại đến mức cho ăn mình thế đơn lực bạc lại có thể đối đầu. Mấy người hắc mẫu đơn hơi kinh ngạc. Bọn họ không ai biết sứ thần các nước là ai vì điều đó không nằm trong phạm vi lưu ý của họ. Giờ thấy nhiều hữu đạo kể tên từng người giành mạch rõ ràng, xem ra người từng lăn lộn trong quan trường vẫn là hơn ngô tam lượng hơi lo lắng hỏi đạo gia với thân phận của hai chúng ta sợ là chưa chắc người ta đã chịu gặp khéo còn không qua được cửa đoạn hổ gật đầu phụ họa họ lo lắng như vậy không phải không có lý những người đó chẳng ai là người bình thường đều có cao thủ hộ vệ bên cạnh dù là công khai hay ngấm ngầm cũng rất khó tiếp cận không phải ai cũng gặp không cần lo lắng tới cửa các ngươi cứ báo danh hào của ta là được chỉ cần nói như hữu đạo có lời muốn các ngươi nhắn, bọn họ sẽ gặp các ngươi. Mấy người hắc mẫu đơn nhìn nhau, ngài có mặt mũi lớn thế sao? Thực ra không phải là có mặt mũi hay không, đều là đã từng đối mặt nhau rồi. Đêm đó ở Kim Châu khi xảy ra chuyện, tất cả đều có mặt, ở đây. Như hữu đạo hiểu rất rõ, có chuyện muốn nhờ mấy người đó hỗ trợ thì chưa chắc nhưng gặp mặt chuyển lời gì đó, nhất định họ sẽ tò mò đồng ý. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo gia khi bọn họ quay lại làm thế nào gặp được chúng ta? hữu đạo chỉ vào địa đồ, huyện Bắc Sơn. Hai người các ngươi làm xong việc rời kinh thành chạy thẳng đến đây, chờ chúng ta ở khách sạn lớn nhất huyện thành là được. Được, hai người gật đầu đồng ý. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại hỏi giấy bút, viết một lá thư bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, đưa cho viên phương, người cải trang một chút lập tức chạy đến trích tinh thành, tìm tới cửa hàng vạn động thiên phủ tìm trưởng quỹ ngồi ở công đường xử án, nhờ họ chuyển thư cho thứ sử phủ Kim Châu. Sau đó, người cũng không cần quay lại nữa, tới thẳng chỗ vương ra chờ ta. Mấy người Hắc Mẫu đơn lặng lẽ nhìn nhau, lần này là Vạn Động Thiên Phủ, lại là phủ thứ sử Kim Châu, lại là Vương gia, xem ra bối cảnh không nhỏ đâu. Trách không được chỉ cần báo danh hào của hắn là gặp được sứ thần năm nước. Có điều, mấy người vẫn không hiểu, Vạn Động Thiên Phủ là một trong số ít các môn phái lớn ở nước Triệu, có tầng quan hệ này, hắn ta lo gì bị ba phái kia đuổi giết. Dù thế nào, những thông tin mà hắn để lộ ra cũng khiến cho mấy người Hắc Mẫu đơn mừng thầm, tràn đầy hy vọng với tiền đồ chỉ cần theo sát vị đạo gia này, những chỗ dựa hắn vừa vô tình để lộ ra cũng sẽ trở thành chỗ dựa của mình. Điều này còn mạnh hơn cả khai tông lập phái. Các môn phái nhỏ muốn nhờ vào những chỗ dựa này rất khó, sẽ bị thế lực khác bài xích. Hiện giờ, xem ra, đánh bậy đánh bạ một hồi lại tìm ra đường tắt, mấy người mừng thầm trong lòng. Duy chỉ có lôi tông khang hơi cúi đầu, hơi hổ thẹn. Chỉ hận tầm nhìn của mình thiển cận, có mắt không tròng, hối hận không nên không nghe lời hắc mẫu đơn. Trên thực tế, khi ấy gã đã bị Lưu Tiên Tông theo dõi, với tình hình lúc đó, gã cũng không có lựa chọn nào khác. Mà Nghiêu Hữu Đạo khéo léo bày ra những mối quan hệ của mình trước mặt những người này cũng là cố ý, muốn bọn họ làm việc cho mình, hắn cũng phải cho họ thấy chút hy vọng mới mong họ tận tâm tận lực làm việc, mới không dễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Phương hơi sửng sốt, đạo ra, hay ta vẫn quay lại tìm ngài đi. Càng ngày y càng có lòng tin vào khả năng của Ngưu Hữu Đạo, không cho rằng đi theo bên cạnh hắn sẽ gặp nguy hiểm chuyến này ra ngoài mở mang tầm mắt y muốn tiếp tục như hữu đạo lắc đầu người quyền cuốn sách ta cho ngươi xem khi ở khách sạn yêu nguyệt sao ta sẽ không ở đây đợi ngươi tách ra rồi trên đường không liên lạc được sẽ khó mà gặp mặt mà ta cũng không biết người kia để lại bao nhiêu nhân lực ở đây để ngươi chạy loạn một mình ta không yên tâm còn nữa lấy tiền trong người ra trên đường đi ta có việc cần dùng nghĩ tới dị thú lục viên phương hơi run lên gật đầu như bổ củi được nhưng làm sao ta báo tin cho ngài được, nhưng vừa nghe hắn nói muốn dùng tiền, trong lòng y lại gào thét. Lần nào vị này tiêu tiền là y đau lòng lần đó, cực kỳ bại gia. Nhưng y không làm gì được, chỉ đành bất đắc dĩ moi tiền ra giao. Trong thư ta có sắp xếp, không cần ngươi lo lắng. Nghiêu hữu đạo đếm đếm 80 kim phiếu, giao cho hắc mẫu đơn, còn lại đưa cho viên phương giữ lại. Sắp xếp xong xuôi, hắn xua tay, được rồi, theo lời ta mà làm, ăn no lập tức xuất phát. Vâng, mấy người tự chuẩn bị phần của mình, như hiếu đạo lại vẫy vẫy tay với hắc mẫu đơn, chỉ xuống tóc của mình, ta cũng cần phải thay trang phục để tránh tai mắt của người khác, giúp ta cuộn lại tóc một chút. Đi đến ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, hắc mẫu đơn có chút buồn cười, tìm cây lược mà mình dùng, đi đến đằng sau hắn, giúp hắn trải chuốt, trêu chọc nói, đạo ra, chúng ta thân mật với nhau như vậy, tình trạng ý thiếp, người không sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm hay sao hiểu lầm, như hữu đạo cười diếu cợt, người tuyên truyền rằng ta đã nhìn ngươi tắm, còn có hiểu lầm nào lớn hơn cái này nữa không? Hắc mẫu đơn cười khanh khách, cười đến run hết cả người, tiếng cười như chuông bạc, dẫn đến ánh nhìn cổ quái của đám người, khó mà không hoài nghi hai người có chuyện mở ám. Như hữu đạo nhắm nghiền hai mắt, nghĩ tới người phụ nữ xấu xí thường xuyên trải đầu cho mình, đó thật sự chu đáo, từng sợi tóc đều cảm nhận được sự dịu dàng và tỉ mỉ, cảm giác tốt hơn nhiều so với người phụ nữ này. Quận Thanh Sơn, giữa vùng hoang vu đại quân liên doanh cự mã xếp thành hàng cờ xí phấp phới cờ chữ thương đón gió núi lớn ngăn chặn cửa thung lũng thành lũy xâm nghiêm quân đội đóng giữ trên tường nhìn chằm chằm vùng hoang vu vẻ mặt người đi tuần đầy nét mệt mỏi đại quân triệu quốc kim châu áp sát yến quốc nam châu tập kết trọng binh phòng ngự thương triều tông thừa dịp khởi binh hỏi tội đồng loạt chiếm đóng cả quận thanh sơn phần lớn nhân mã tan tác bây giờ thủ vững quan ải nếu như cửa này bị công phá hậu phương đem vùng đất bằng phẳng cho thứ sử nam châu chu thủ hiền sẽ tạo thành sự uy hiếp to lớn hành vi của nam triều tông khiến cho các nước chư hầu đề cao cầm binh dục dịch toàn bộ đại yến bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào chiến tranh loạn trong giặc ngoài triều đình khẩn cấp phái người đến đàm phán trải qua mấy vòng đàm phán thương triều tông tạm dừng tấn công trên thực tế dựa vào nhân mã quận quãng nghĩa mượn tới tiếp tục đánh xuống cũng không có sức chiếm giữ ở nơi xa một đội ầm ầm kéo đến cờ chữ phượng phần phật Phượng Nhược Nam một thân chiến giáp ngân thương bạch mã, xông lên trước, đằng sau mười mấy tên tu sĩ đeo kiếm theo đuôi, ngàn kỵ ầm ầm ở phía sau. Trên trạm canh gác kèn hiệu thổi u u, cửa doanh rộng mở, cự mã di chuyển sang hai bên, trong chứng chủ soái một đoàn người nhanh chân bước ra ngoài, người cầm đầu chính là Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh cũng mặc chiến giáp theo sát sau lưng ca ca, trên mặt chưa che mạng, lúc này không còn ai chú ý điều này. Phượng Nhược Nam phóng ngựa xông vào đại doanh, khẩn cấp ghim cương ngừng, nhân mã sau lưng gạt ra hai bên trái phải. chương 224, không lo ngại gì, hai. Nhảy xuống chiến mã, thương trong tay ném cho thuộc hạ, nhanh chân đi về phía thương triều tông đang đứng nghênh tiếp, trước mắt rút ra lệnh tiến bên hông, quỳ một chân trên đất, nâng lệnh tiến lên nói, ti trước may mắn không làm nhục mệnh, loạn binh huyện Tứ An đã diệt trừ toàn bộ, đặc biệt đến để phục lệnh đại soái Thương triều tông nhận lệnh tiến, chuyển tay giao cho Lam Nhược Đình đứng ở một bên, tiếp đó hai tay nâng phượng nhược nam đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mắt phong trần mệt mỏi khắp khuôn mặt là bụi bặm thở dài nói phu nhân dọc đường vất vả rồi thủ tục chính thức đã hoàn thành trước mắt bao người giọng điệu phu thê gì đó khiến cho phượng nhược nam toàn thân không được tự nhiên có chút lúng túng thân thể lung lay một chút thoát khỏi cái đỡ của thương triều tông nếu như đại soái không còn phân phó nào khác cho phép đi trước cáo lui thương triều tông ngượng cười hai tay có chút cứng nở buông xuống lam nhược đình đứng ở một bên vội vàng nói quận chúa dẫn vương phi xuống dưới nghỉ ngơi đi thương thục thanh bước ra hành lễ nói tàu tử vất vả rồi đi tắm một cái đi vừa thấy thương thục thanh phượng nhược nam lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười chủ động dắt tay nàng cùng thương thục thanh vừa nói vừa cười rời đi kỳ thực lớn lên xấu xí cũng có cái tốt của nó người xấu xí có nhiều phúc cũng không phải không có lý ít nhất sẽ không dễ dàng gì khiến nữ nhân đố kỵ chỉ ít Phượng Nhược Nam đối với Thương Thục Thanh trước giờ vẫn không tệ, thậm chí có khi còn tâm bốc Thương Thục Thanh một chút, lúc nào cũng bày tỏ không quan tâm đến dáng vẻ đẹp xấu, sợ không cẩn thận làm tổn thương đến nàng. Tiếp xúc với Thương Thục Thanh càng lâu, Phượng Nhược Nam càng thương tiếc cho nàng, nhân phẩm, tài hoa, tính tình, vóc dáng vân vân, có cái nào không phải là nữ nhân thượng đẳng, nhưng miễn cưỡng khuôn mặt bị hủy, lão thiên gia quá bất công. Mỗi lần nhìn thấy Thương Thục Thanh, nàng ta sẽ cảm thấy lão thiên gia đối với nàng ta kỳ thực vẫn không tệ. Bên này vừa mới giàn xếp lại không bao lâu, bên phía khe núi cũng đã có động tính. Cửa chính quan ải rộng mở phát ra tiếng nước nở lặng lẽ, ngoài cửa cự cử mã nhanh chóng được binh sĩ dắt ra, một đoàn hơn 10 kỵ phóng ngựa xông ra. Một mạch chạy xuống đường núi gồ ghề, xông về phía đại quân liên doanh ở vùng hoang vu. Người cầm đầu, một bộ áo choàng màu đen tung bay, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt âm trầm, chính là Cam Miểu Thủy hắn ta chẳng những là thái giám cận thân bên người Yến Hoàng, cũng là trung sa phủ lệnh, đồng thời cũng là người đàm phán mại Yến Kinh phái đến lần này. Một đoàn sông đến cửa quân doanh ngừng lại, được thông báo, sau khi tất cả xuống ngựa mới cho đi vào. Vừa vào cửa doanh, lại bị người phong kín kinh mạch, hạ cấm chế, mới tiếp tục cho qua, bị người dẫn thẳng đến trướng chủ soái Trong trướng chủ soái bản đồ hành quân tác chiến đang treo đã buông màn che xuống, thương triều tông ngồi ngay ngắn ở trên. Bạch Giao ôm kiếm đứng ở bên bảo vệ, bên cạnh còn có một số đệ tử thiên ngọc môn nhìn chằm chằm vị khách đến bất kể nói như thế nào thân phận hoàng tộc của thương triều tông vẫn còn ở đó vẫn chưa bị cấm chỉ ca miểu thủy sau khi vào bên trong vẫn là ôm quyền hành lễ bái kiến quận vương thương triều tông trầm giọng nói có tiếp tục bàn xuống cũng không có ý nghĩa gì điều kiện chính là nhiêu đó đáp ứng rồi thì thôi không đáp ứng thì gặp nhau trên chiến trường ca miểu thủy ngồi dậy vương ra đáp ứng người hết toàn bộ là không thể nào nếu như đều y theo người các nước chư hầu cũng noi theo, Yến quốc sẽ lập tức rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Thương Triều Tông, không đáp ứng thì còn có gì để nói nữa. Ca miểu thủy, bên phía kinh thành đã cho ta giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể nào chỉ tội Chu Thủ Hiền, quận Thanh Sơn có thể phân định dưới sự quản lý của vương gia, triều đình cũng có thể ban chỉ bổ nhiệm, nhưng tuyệt đối không thể công khai chiêu cáo thiên hạ. Ngoại trừ hai điểm này, những cái khác đều đáp ứng rồi, triều đình cũng chỉ có thể nhượng bộ đến đây. Nếu như vương gia tiếp tục khắt khe hơn nữa, nhất định khiến cho triều đình mất hết thể diện, vậy triều đình cũng chỉ có thể gặp lại vương gia trên chiến trường, đến lúc đó ngược lại muốn xem xem một chút nhân mã này của vương gia có thể chống đỡ được bao lâu. Xoạt, thương triều tông đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn nhau. Lam nhược đình vội vàng bước lên phía trước can ngăn, chắp tay nói, vương gia, bệ hạ dù sao cũng là bá phụ của vương gia, nếu bệ hạ đã làm đến bước này, vương gia cũng không ngại nể tình tình thân đồng tộc thoái lui một bước đi. Thế là dưới một phen khuyên giải, một trận chiến dường như kết thúc từ đây, hai bên ký kết hiệp nghị, mỗi bên giữ một phần. Mắt thấy tình cảnh này, Tu sĩ Thiên Ngọc Môn ở một bên mặt mày vui mừng, phạm vi thế lực Thiên Ngọc Môn lại mở rộng rồi, đủ để chiếm lấy đất đai một quận Ca Miểu Thủy trầm chậm, chậm thu hồi hiệp nghị, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhìn chằm chằm thương Triều Tông nói, có một số sự việc tốt nhất nên có chừng mực, tiếp tục náo loạn, đại yến sụp đổ đối với vương gia cũng không có lợi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một nếu như còn có lần sau, không thể cứ mãi nhẫn nhịn vương gia tự mình suy nghĩ hậu quả thử xem, ta có ý gì có lẽ vương gia cũng hiểu rõ. Một thất phu vô tội hoài bích kỳ tội pi phu u dui hoài bi chi dui, người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, giòm ngó, hãm hại. Lam Nhược Đình mỉm cười nói ca công công là chỉ 10 vạn nha tướng kia sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ca miểu thủy và bạch giao đồng thời biến đổi, không ngờ đến Lam Nhược Đình cư nhiên sẽ nói ra bí mật này trước mặt mọi người, chuyện này há có thể nói lung tung. Thương Triều Tông ngược lại thần sắc bình tĩnh, Lam Nhược Đình lại tiếp tục cười ha ha, ca công công, chuyện đến nước này, có một số lời không ngại làm rõ, năm đó vương gia bị vu oan vào thiên lao, sẽ có hậu quả gì nghĩ chắc ngươi sẽ rõ hơn ta, có người muốn đưa vương gia vào chỗ chết. Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, không thể không ở kinh thành hoạt động, làm ra ngụy trang 10 vạn nha tướng, nếu không phải như vậy, e là vương gia khó có thể sống sót để mà rời khỏi thiên lao. Ca miểu thủy bỗng nhiên hít mắt, gương mặt hung hăng co quắp một chút, áo choàng vung lên, nhanh chân quay người rời đi. Khi ra đến cửa trướng, lại dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thương triều tông, nhớ lại lời nói lúc trước của tống cửu minh ở trên cửa thành lầu, thả hổ về rừng A. Sau khi đưa mắt nhìn ca miểu thủy rời khỏi, bạch sao ôm kiếm trong lòng lên tiếng, làm tiên sinh, lời vừa rồi là có ý gì, sao ta nghe có chút không hiểu. Lam Nhược Đình trầm chậm, chậm xoay người nhìn hắn ta, ý nghĩa rất đơn giản, 10 vạn nha tướng vốn là ngụy trang, căn bản không tồn tại. Vương gia ở kinh thành gặp nguy hiểm, không thể không nghĩ cách thoát thân, rời khỏi kinh thành cũng khó có thể thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc cả triều đình, để đạt được sự giúp đỡ của quý phái, không thể không xảo kế mượn binh, mãi cho đến hôm nay đoạt lấy quận Thanh Sơn, một đường đều là được chủ tính cả. Sắc mặt của Bạch Giao cũng trở nên có chút khó coi, đùa bỡn thiên ngọc môn, Hắn ta chậm chậm bước đến trước mặt Thương Triều tông, "Vương gia, có những việc không thể đùa giỡn lung tung được." Thương Triều tông mặt không biểu tình không lên tiếng, Lam Nhược Đình bước lên phía trước, "Pháp sư, Thiên Ngọc môn có tổn thất gì không?" "Cũng không có tổn thất gì, trái lại đạt được lợi ích to lớn như thế, có vương gia vì Thiên Ngọc môn mà thủ đất đai một quận này có gì không tốt sao?" "Luận về thực lực, vương gia không thua kém Phượng Lăng Ba, nhiều năm như vậy, Phượng Lăng Ba có khả năng giúp đỡ Thiên Ngọc môn mở rộng phạm vi thế lực không?" vương gia đến thương lô huyệt, nếu như thiên ngọc môn không muốn, thiên hạ có rất nhiều môn phái muốn đoạt lấy. chương 225, hắn là người đàn ông đầu tiên của ta một. Luận về tình, Phượng Lăng Ba là con rể của bành trưởng môn, vương gia cũng là cháu rể của bành trưởng môn, đều là người một nhà, cần gì phải phân biệt. Còn có điều mà Phượng Lăng Ba thua kém, vương gia là hoàng tộc đại yến, có những việc danh chính môn thuận. Lùi một bước mà nói, điều kiện bên phía Kim Châu Pháp Sư cũng biết, quận Thanh Sơn xa cách vương gia, không ai chấn giữ. Vương gia nguyện vì thiên ngọc môn cống hiến sức lực, Pháp sư tại sao lại không hỏi sư môn có nguyện ý cho vương gia cơ hội này không? Cho cơ hội này hay không, Bạch sao không biết, hắn ta cũng không làm chủ chuyện này nổi, sư môn chưa lên tiếng, hắn ta cũng không dám gây khó dễ gì thương Triều Tông. Nhưng hắn ta nhìn ra được một điểm, thương Triều Tông bên này hôm nay dám táo bạo lật bài ngửa, là bởi vì có chỗ dựa. Bạch sao chậm rãi quay người, kéo căng khuôn mặt chậm chậm rời đi. Những đệ tử thiên ngọc môn khác ngơ ngác nhìn nhau, cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ không thôi rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, thương thục thanh đi vào, phượng nhược nam đang tắm rửa tẩy chân, nàng liền trở về. Ta vừa nhìn thấy sắc mặt pháp sự không tốt, chẳng lẽ vẫn chưa bàn xong xuôi với bên triều đình sao? Thương thục thanh ân cần hỏi, trong mắt mang theo lo âu. Thương triều tông buông tiếng thở dài, bàn xong rồi. Sự việc nha tướng, đã ngã bài với thiên ngọc môn rồi. Thương thục thanh yên lặng, đã hiểu vì sao sắc mặt Bạch Giao lại khó coi đến như vậy. Lam Nhược Đình chợt cười nói, bất kể nói như thế nào, đại thế đã định, hẳn là sẽ không còn biến cố nào nữa đâu. Đoạt được quận Thanh Sơn, từ nay về sau Phượng Lăng Ba càng khó cản trở Vương Gia, Vương Gia cuối cùng chính thức có được nơi đặt chân của mình, khởi đầu mới, thật đáng mừng. Kế cưới tàu tàu, mượn bình quận Quảng Nghĩa, dừng chân huyện Thương Lô, đi đến chỗ hiểm Kim Châu, cố gắng xoay chuyển tình thế, thúc đẩy liên minh, mới có thể thuận lợi chiếm đoạt quận Thanh Sơn ngày hôm nay. Thương Thục Thanh sâu kín nhắc nhở một tiếng. Hai người nghe được cũng trầm mặc gật đầu, Thương Triều Tông thở dài, đạo gia có công lớn. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng đi đến trước cửa trướng, nhìn sắc trời minh mông, lẩm bẩm nói, đã lâu không có tin tức của hắn, cũng không biết hắn như thế nào rồi. Tốt, rất tốt, trong thủ phủ quận Quáng Nghĩa, Phượng Lăng Ba xem qua tấu trương vỗ bản đứng dậy, vẻ mặt phấn khởi, mau chóng chuẩn bị kỹ càng hành trình, ta phải đích thân đi quận Thanh Sơn xem. Quản gia thọ niên khẽ khom ngươi, muốn nói lại thôi, nói, lão gia, có phải là thương lượng trước một chút với phu nhân hay không? Phượng Lăng Ba, chuyện này có gì để mà thương lượng, nàng ta không phải là nhớ nữ nhi hay sao, cùng nhau đi đi. Thọ Niên khẽ nói, lão gia, vẫn là cùng phu nhân thương lượng một chút đi. Phượng Lăng Ba hơi giật mình, nhìn ra Thọ Niên có chút không bình thường, hỏi, phu nhân có việc. Thọ Niên khoanh tay không nói, khẽ khom người cúi đầu ở đó. Lượn quanh bàn, nhìn ông ta chầm chầm một lúc, Phượng Lăng Ba quay người rời đi. Đi vào trong nhà, gặp Bành Ngọc Lan và hai người con dâu đang ở trong sân nói gì đó, sau khi Phượng Lăng Ba bỏ qua hành lễ của con dâu, thọ niên có chút kỳ quái. Bành Ngọc Lan ngạc nhiên, kỳ quái như thế nào? Phượng Lăng Ba vừa mới nhận được tin tức bên phía quận Thanh Sơn, đại thế đã định, chuẩn bị đi tuần tra một chuyến đưa ra sắp đặt, thọ niên lại ở đó lầm bầm. Bành Ngọc Lan hơi im lặng, hỏi, lão gia chuẩn bị đưa ra sắp đặt gì? Phượng Lăng Ba, ta đang suy nghĩ bên phía quận Thanh Sơn cử ai đi chấn thủ, lão đại nhược nghĩa và lão nhị nhược tiết đều có thể nếu như cử nhược nghĩa đi quận thanh sơn rồi nhược tiết sẽ phải trấn thủ quận quảng nghĩa nhược nghĩa trấn thủ quận quảng nghĩa nhược tiết trấn thủ quận thanh sơn cũng được hai huynh đệ nó đều thích hợp bành ngọc lan hiểu ý của ông muốn để hai người con trai mỗi người quản hạt một quận sau đó bản thân thống trị hai quận lão ra bên phía quận thanh sơn vẫn là không cần đi trên mặt bành ngọc lan nặn ra nụ cười có phần gượng ép phượng lăng ba đại loạn ở quận thanh sơn vừa ổn định ta phải đích thân đi xem xem tình trạng như thế nào mới có thể vạch ra kế hoạch quản lý. Bành Ngọc Lan, không phải còn có Triều Tông và Nhược Nam ở đó hay sao? Phu Thê chúng nó đã đoạt được quận Thanh Sơn, vậy thì để chúng nó lo nghĩ đi. Phượng Lăng bà khoát tay một cái, sinh hoạt của người dân ở quận Thanh Sơn khó khăn đã lâu, bách tính cực khổ. Triều Tông và Nhược Nam đều là võ tướng, đều không có kinh nghiệm quản lý địa phương, giao cho chúng nó ta không an tâm. Hơn nữa, con rể là con rể nhiều lắm cũng xem như là một nửa con trai chúng ta tuy là sẽ không bạc đãi con gái nhưng con gái dù sao cũng đã có gia đình của riêng mình đã là người của thương gia quận thanh sơn vẫn là để nhược nghĩa và nhược tiết đi thích hợp hơn nàng yên tâm về tình về lý ta cũng sẽ không bạc đãi phu thê chúng nó nhược nam trung quy vẫn là con gái chúng ta những lời này ở trước mặt người ngoài sẽ không nói bành ngọc lan cúi đầu không nói có những lời nàng không biết mở lời như thế nào Phượng Lăng Ba nhìn chằm chằm bà ta, nàng có phải có việc gì giấu ta không? Bành Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi khổ sở nói, lão ra, bỏ đi, chuyện của quận Thanh Sơn chúng ta không thích hợp để nhúng tay vào, buông tay giao cho phu thê chúng nó đi. Phượng Lăng Ba cau mày nói, nói nhảm gì đó, việc đến nước này, có một số chuyện cũng không che giấu nổi, Bành Ngọc Lan khó nhọc nói, vốn dĩ không có 10 vạn nha tướng gì đó. Lông mày Phượng Lăng Ba nhảy dựng, nàng có ý gì? bành ngọc lan ý của cha là nhược nam là cháu ngoại của ông ấy triều tông là cháu rể đều là người một nhà quận thanh sơn cho phu thê chúng nó quản lý cũng giống như nhau phượng lăng ba sửng sốt một chút chợt trầm giọng nói nói đùa gì vậy binh mà tiền lương đều bắt nguồn từ quận quảng nghĩa của ta ta tìm nhạc phụ tranh luận xoay người rời khỏi bành ngọc lan vội vươn tay kéo cánh tay hắn lại lắc đầu nói lão ra bỏ đi không có tác dụng đâu đây cũng là ý của toàn bộ thiên ngọc môn cha cũng đứng trên đại cục của toàn bộ thiên ngọc môn để nhìn nhận vấn đề, lão nhân gia ông ấy cũng không tiện thiên vị ai. Phượng Lăng Ba, này nói như thế nào cũng là thiên vị, phù thê chúng nó chỉ là tướng lĩnh dưới trướng của ta, lại không có kinh nghiệm quản lý địa phương, làm loạn quận Thanh Sơn đối với thiên ngọc môn có lợi ích gì. Bành Ngọc Lan, huyện Thương Lô chỉ vài tháng, liền được xử lý ngăn nắp gọn gàng, bộ hạ cũ của Ninh Vương không thiếu nhân tài chính vụ, làm nhược đình kia có tài tế thế. Phượng Lăng ba vẻ mặt tức giận nói, rốt cuộc nàng đứng về phía nào. Bành Ngọc Lan khó nhọc nói, đây không phải là ta nói, là nguyên văn lời nói của cha. Ta đừng về phía nào không quan trọng, quan trọng là Kim Châu đứng về phía nào, trong tay hải như nguyệt nắm quyền hành binh mã Kim Châu, bà là cô cô của Triều Tông, bà chỉ nhận Triều Tông, nếu như quận Thanh Sơn thay người, bà từ bỏ tạo áp lực với Yến Kinh, bở mặc Chu thủ hiền tự xử, trước mắt dưới tình hình này, nhân mã quận Quảng Nghĩa phân tán chiếu cố hai vùng, căn bản không đỡ nổi đại quân Nam Châu của Chu Thủ Hiền, một khi để Chu Thủ Hiền rảnh tay, nhân mã của quận Thanh Sơn nếu không lùi lại tập trung lực lượng. E là ngay cả quận Quảng Nghĩa cũng rơi vào hiểm cản, quận Thanh Sơn trong nháy mắt liền sẽ đổi chủ. Phía sau nói cái gì, Phượng Lăng Phong chẳng nghe lọt chữ nào, nghĩ đến lúc trước băng Ngọc Lan nói gì mà căn bản không có 10 vạn nha tướng, ông dường như đã hiểu gì đó. Sắc mặt dần dần tái nhợt, đôi môi của Phượng Lăng Ba run rẩy, lòng lang dạ thú. Lòng lang giả thú, không hổ là con trai của Ninh Vương, hổ phụ sinh hổ tử, hay cho liên hoàn kế, hay cho mưu kế hung tàn, lại dựa vào con gái duy nhất của ta, là ta có mắt không chồng dẫn sói vào nhà. Đột nhiên lấy tay ôm ngực ho, hai mắt khẽ đảo, loạn choạng, liền muốn ngất. Chương 226, hắn là người đàn ông đầu tiên của ta hai. Bành Ngọc Lan kinh hãi, vội vàng đỡ ông, một trưởng dính sau lưng ông, làm phép giúp ông thuận khí, nước mắt chảy ròng ròng. Phủ thứ Sử Kim Châu, Hoa Viên, bên hồ sen viên cương dựng đứng bút bên trong đình các ở phía sau hai nha hoàn phụng bồi hải như nguyệt trói lọi đi tới nhìn thấy bóng lưng viên cương bên hồ sen hải như nguyệt thản nhiên cười viên huynh đệ đến rồi mau lại đây ngồi viên cương quay đầu xoay người bước lên bậc thang đi vào trong đình gật nhẹ đầu trưởng công chúa huynh đệ trong nhà không cần khách khí như vậy mau ngồi hải như nguyệt tiến lên phía trước đưa tay nắm lấy cổ tay của viên cương muốn lôi kéo vào chỗ ngồi vô cùng nhiệt tình viên cương nhấc tay giật một cái thoát khỏi sự lôi kéo của đối phương hắn không quen lôi lôi kéo kéo với phụ nữ như vậy càng huống hồ chi là một quả phụ ý cười của hải như nguyệt không thay đổi mỉm cười nhìn hắn không biết vì sao chỉ cần người đàn ông này đứng trước mặt bà một cỗ hơi thở nam tính phả vào mặt cảm giác thấm vào từng lỗ chân lông mỗi lần khiến tim đập dồn dập bà cũng được xem là người rất có tri thức khi khái nam tử dương cương như vậy thật sự là quay đầu có thể nhìn thấy khác với phần lớn nam nhân khi nhìn thấy bà liền nhịn không được mà nhìn ngắm thân thể bà. Tiếp xúc càng nhiều, liền phát hiện càng không giống, thật sự không giống. Không muốn lôi kéo, bà cũng không miễn cưỡng, nâng tay áo mời ngồi. Viên cương buồn bực ngồi xuống, điều khiến hắn ta hơi cao mày là, hải như nguyệt hơi dịch chuyển ghế ngồi, trực tiếp dựa vào chỗ hắn ta ngồi xuống. Thấy hắn ta không phản ứng gì quá lớn, hải như ngọc lại cười, ngay từ khi bắt đầu, bà nhiều lần tiếp cận, vì này có chút không có tình người, không có chuyện gì thì ngày cả lời cũng không nói nhiều với bà, vừa mới đến gần lập tức tránh như tránh tà mà lùi ra, bây giờ dường như thức thời hơn nhiều. Mà bà cũng có qua có lại, đã đáp ứng không ít yêu cầu của viên cương, không giới hạn ở trong viện, cho phép viên cương ở lưu phương quán đi lại. Hải như Nguyệt nghiêng đầu nói, ở đây không có người ngoài, các người lui ra đi. Vâng, hai nhà hoàn khom người rời đi. Hải như Nguyệt đích thân cầm hũ rót rượu cho viên cương, đôi mắt sáng chuyển động thỉnh thoảng quét qua mặt của viên cương, khuôn mặt góc cạnh, giống như đau tước búa bổ, lãnh khốc vô cùng. Đến đây, viên huynh đệ, chúng ta cùng uống ly này. Hải như nguyệt nâng ly mời, viên cương ngồi đó không nhúc nhích, không có ý nâng ly, tử lượng của ta kém, trưởng công chúa uống một mình là được rồi, đạo gia gửi thư cho ta. Hắn ta trước giờ không ăn bậy đồ ăn của người khác. Hải như nguyệt cười cười, mỗi anh đào ngầm ly từ từ ngẩng đầu uống vào, lại lần nữa rót đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư, để lên trên bàn, Viên Cương lập tức cầm lấy lật ra xem, chính là chữ giản thể mà hắn ta quen thuộc, thứ này tin tưởng không người nào khác có thể giả mạo. Sau khi đọc qua nội dung, sắc mặt hắn ta có chút ngưng trọng. Hải Như Nguyệt chú ý phản ứng của hắn ta, hỏi: "Viết gì vậy?" "Đạo gia cần trưởng công chúa dâng thư lên triều đình, dọn sạch một số chứng ngại, một số trạm dịch cảnh nội triều quốc có vấn đề." Viên Cương nói qua tình trạng trong thư, cuối cùng chỉ điểm nói, sau khi sự việc hoàn thành, người liên lạc của trưởng công chúa ở bên dưới mái hiên của khách trạm lớn nhất ở huyện Bắc Sơn treo một đóa hoa hồng là được. Hải Như Nguyệt gật đầu, biết rồi, lại nâng ly mời rượu. Viên Cương vừa đọc thư đã biết, đạo gia nhất định là gặp phiền phức rồi, trong lòng lo lắng, nào có tâm tình bồi bà uống rượu. Cụng ly nói, trưởng công chúa, việc này cần phải thực hiện nhanh chóng. Đối với việc này, mức độ để tâm của Hải Như Nguyệt không thua gì hắn ta, như hữu đạo giúp bà đi giải quyết việc lớn, sao có thể không để tâm, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của viên cương bà ngược lại tỏ vẻ không gấp gáp lại chầm chậm uống một ly ly rỗng đặt xuống trước mắt viên cương ra hiệu một chút gò má viên cương kéo căng sau cùng vẫn là cầm hũ rượu rót đầy giúp bà thế là hải như nguyệt một ly lại một ly uống đến gương mặt ửng hồng ánh mắt mang theo vẻ mơ màng viên cương không thể tiếp tục rót thêm cho bà bà lại tự cầm hũ rượu rót cho mình viên cương nắm cổ tay của bà lại trầm giọng nói trưởng công chúa người không thể tiếp tục uống nữa làm chính sự quan trọng. Hải như nguyệt mắt say lờ đờ mơ màng nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, người muốn làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của bổn cung sao? Nam nhân không một kẻ nào tốt, viên cương buông lỏng tay bà ra, cầm lấy ly ném ra phía sau, tõng một tiếng, ném trực tiếp vào trong hồ sen ở phía sau. Hải như nguyệt nằm nhòi ra bàn không ngừng cười khanh khách, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn hắn ta, nói cho người một tin tốt, thương triều tông đã đoạt được quận Thanh Sơn viên cương, việc đạo gia phân phó, trưởng công chúa vẫn là nên mau chóng làm. Hải như Nguyệt cười đùa nói, có biết mối quan hệ của ta và phụ thân của Thương Triều Tông là gì không? Ông ta là người đàn ông đầu tiên của ta. Viên cương sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hải như Nguyệt ôm lấy hũ rượu, chút một ngụm vào miệng, ánh mắt xa xăm mơ màng nói, năm đó, ta mới 16 tuổi, phụ mẫu nhẫn tâm, ta và huynh trưởng bị xem như con tin, đưa đến Yến Kinh, người không biết huynh muội bọn ta sợ hãi đến cỡ nào, ta khóc trên suốt quãng đường đi. Công chúa thì như thế nào, đến Yến Kinh làm tin chẳng là cái thá gì, bởi vì tướng mạo ta đẹp, chỉ cần có tư cách với một tay, đều muốn ngủ chung với ta. Người biết đồng mạch không, là đại tư không hiện nay của Yến Quốc, khi đó ta đã bị người đưa đến phòng của hắn ta, giống như dê đợi làm thịt, sau đó có người một cước đạp văng của phòng, một quyền đánh ngã đồng mạch xuống đất, đã liên tục mấy cước, đá đồng mạch đến thổ huyết, không người nào dám ngăn cản. Có biết là ai hay không? chính là thương kiến bá. Ông ta vừa mới từ chiến trường biên cương về kinh phục mệnh, ta và vị biểu huynh này ngay cả mặt cũng chưa gặp qua. Ông ta vừa nghe nói ta gặp nguy, ngao trả chiến giáp trên người còn chưa cởi, liền chạy tới đồng phủ cứu ta trước tiên. Bộ dáng ông ta thân mặc chiến giáp phong trần mệt mỏi chạy tới cứu ta, cả đời này ta cũng không thể quên được. Hình ảnh ông ấy sát khí đằng đằng xuất hiện trong phòng, trong lòng ta giống như một vị thần. Khi đó huynh trưởng ở ở kinh thành cũng tình cảnh khó khăn giống như vậy, chịu đủ áp bức và lăng nhục, sau khi biết được chuyện này, không những không vì ta thoát hiểm mà vui mừng, mà ngược lại còn khích lệ ta đi câu dẫn thương kiến bá, không vì điều, chỉ là vì mượn thế lực của Ninh Vương để tự bảo vệ mình. Đến đây bà lại rót rượu vào miệng, ánh mắt càng thêm mơ màng, xa trường treo đèn đọc sách đêm, trên lưng ngựa lại xung phong đi đầu, thương kiến bá văn võ song toàn, mười mấy tuổi liền theo tướng lĩnh xuất trinh, thời gian dài ở chiến trường Biên Cương, hơn 20 năm trước khi ta vừa gặp ông ta, ông ta đã bắt đầu bộc lộ tài hoa, ở trong quân rất có uy danh, hào hoa phong nhã. Ca ca hắn thương kiến lạc, cũng chính là hoàng đế Yến quốc bây giờ, lại quen thuộc chính vụ Yến quốc thời gian dài, còn đường hai huynh đệ đi là một văn một võ. Đối với đại biểu ca thương kiến lạc này, khi ta và huynh trưởng gặp tình cảnh khó khăn, cũng từng nhiều lần chạy đến giúp đỡ. Nhưng mà thương kiến la và thương kiến bá không giống nhau, thương kiến bá chỉ cần lấy được quân công, lời nói liền có trọng lực, thương kiến lạc lại quan tâm mối quan hệ giữa các thần tử hơn, bởi vì lưu ý chữ vị, không muốn đắc tội thần tử nào, huynh muội chúng ta cầu viện vị đại biểu ca đó, hậu quả có thể nghĩ đến. Huynh trường từ việc thương kiến bá đánh đồng mạch tàn bạo nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thương kiến bá và thương kiến lạc không giống nhau, để có thể sống sót, liền đem chủ ý đánh lên người thương kiến bá, để ta tiếp cận câu dẫn. Cho dù ta rất khó xử, nhưng trong lòng cũng không bài xích, bởi vì bắt đầu từ thời khắc thương kiến bá cứu ta ra khỏi đồng phủ đưa về nhà, ta đã thích hắn, vì vậy sau lần đo thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận chương 227, nổ tung. Sau khi thương kiến bá nhận ra tâm ý của ta, khéo léo từ chối, về sau thậm chí còn tránh ta. Thương kiến bá khi đó đã có thê thất rồi, còn có một đứa con trai, thương triều tông lúc đó còn chưa thấy bóng dáng, nhưng ta không để ý điều này, khi đó ta như đuên, chỉ cần có được ông ta, tình nguyện không cần danh phận. Sau cùng Trung Quy vẫn là anh hùng có qua ải mỹ nhân, ta đã được toại nguyện, hai người ở bên nhau. Viên cương im lặng, giữa biểu huynh muội thế mà. Chẳng qua nghĩ đến thời đại này, chuyện cưới gả giữa biểu huynh muội chính là chuyện thường tình, cũng chỉ có thể thư thái. Về sau, thế cục thiên hạ sinh biến, yến quốc cần bức bách liên hợp với Triệu quốc, muốn trả anh em ta về Triệu quốc, anh em ta cuối cùng cũng nhịn được đến ngày này, sống sót, nhưng khi đó ta không muốn trở về, chỉ muốn ở cùng Thương Kiến Bá, nhưng mà huynh trưởng không cho phép, ta đường đường là công chúa tôn quý, không thể không minh bạch không danh phận ở với một nam nhân, càng không có đạo lý làm thiếp, bằng không Triệu quốc gánh không nổi người đó còn có cái gì mà công chúa gả cho nước khác là quỳ gối hòa thân lại cái gì mà bây giờ lại yến quốc muốn cầu cảnh triệu quốc cho dù là thương triều tông muốn cưới ta cũng cần yến quốc mang thành ý ra tắng ra chính là muốn đoạt lấy lợi ích từ yến quốc khi đó ta rất ngây thơ lén lút trốn đi giữa mùa đông một mình trốn trong núi vừa đói vừa lạnh sau đó thương kiến bá mạo hiểm tuyết lớn đích thân dẫn người tìm được ta ta rất cảm động vốn tưởng rằng ông ta muốn ở cùng với ta nhưng ai ngờ đến rằng ông ta lại đích thân đưa ta trở về đội xe về nước hôm đó tuyết rất lớn ông ta cưỡi trên lưng ngựa không nhúc nhích trước khi lên xe ta hét lên với ông ta ta hận ngươi người ta yêu nhất cũng là người làm ta tổn thương sâu sắc nhất đến đây bà ta đã lệ rơi đầy mặt giống như hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó viên cương im lặng mặt không biểu tình sau khi về nước lục tục nghe thấy thông tin của ông ta ông ta nổi dậy rất nhanh trở thành danh tướng thời đại thân là thống soái anh dương vũ liệt đao đánh đầu thắng đó uy chấn thiên hạ mà phụ hoàng và mẫu hậu vì dẹp yên thứ sử kim châu tiêu hoàng khi đó đem ta gả cho con trai của tiêu hoàng cũng chính là vong phu của ta tiêu biệt sơn không bao lâu sau tiêu hoàng qua đời tiêu biệt sơn tiếp nhận quản lý kim châu về sau phụ hoàng qua đời huynh trưởng lại tiếp nhận hoàng vị huynh trưởng hùng tâm bừng bừng ý đồ bình định các nước chư hầu ngay cả em rể cũng không muốn buông tha ta cũng không trông trời hắn ta có thể bỏ qua khi mà phụ hoàng mẫu hậu đưa ta đến Yến quốc làm con tin, là vì bách tín triệu quốc khi ép ta trở về, lại là vì cái gì mà không thể làm nhục quốc thể khi ép ta gả cho tiêu biệt Sơn, lại là vì gì mà Giang Sơn xã tắc của triệu quốc mà hy sinh. Kỳ thực khi đó ta đã dần dần hiểu ra, dựa vào ai cũng vô dụng, không bằng dựa vào chính mình, ta sẽ không tiếp tục để mặc cho bọn họ điều khiển, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý một cầu viện. Thương kiến bá phục tình triều đình Yến quốc, đích thân thống lĩnh đại quân áp sát biên giới, khiến cho trên dưới triệu quốc kinh hoàng, cuối cùng phá giải chung quanh Kim Châu, cũng là lần đó, dẫn đến sự xem trọng của vạn động thiên phủ đối với ta. Một động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, dùng tình cảm và đạo lý để thuyết phục người khác. Phụ hoàng mẫu hậu đưa ta đến Yến Quốc làm con tin là vì Giang Sơn xã tắc, ép ta trở về nước là vì Giang Sơn xã tắc, ép ta gả cho một tên nam nhân thân thể đầy bệnh tật cũng là vì Giang Sơn xã tắc huynh trưởng muốn giết tướng công của ta vẫn là vì giang sơn xã tắc chắc hẳn thương kiến bá khi đó cũng vì giang sơn xã tắc của yến quốc vậy bây giờ thì sao huynh trưởng của ta chỉ sợ hận không thể sớm diệt trừ ta lý do đương nhiên cũng là vì giang sơn xã tắc giang sơn xã tắc của bọn họ một nữ nhân như ta có thể gánh nổi hay sao đến đây rời khỏi thương kiến bá cũng không hẳn là chuyện xấu kết cục của thương kiến bá chắc hẳn ngươi cũng đã nghe rồi nếu như ban đầu đi theo thương kiến bá e là ta cũng phải chết không minh bạch ha ha Bà vừa cười vừa khóc, nâng lấy hũ rượu ngẩng đầu chút mãnh liệt. Viên Cương vươn tay đoạt lấy hũ rượu trên tay bà, ném ra phía sau, tóm tóm, lại ném vào hồ sen, đứng dậy, lạnh lùng nói, đạo gia cũng vì người làm việc, người đừng làm lỡ việc của mình. Bước nhanh rời đi, Hải Như Nguyệt quay lưng âm thầm cắn môi, hay lắm nam nhân ý chí sắt đá. Đợi đến khi bà đứng dậy quay đầu, sớm đã không thấy bóng dáng Viên Cương. Sau đó, lệnh cho người tìm quản gia Chu Thuận đến, phân phó việc của Ngưu Hữu Đạo đợi khi sắp xếp xong việc đã có chút say rượu bước chân có chút lộn xộn vừa về đến phòng của mình một cánh tay ôm lấy vòng eo bà quay đầu nhìn lại là trưởng lão vạn thiên động phủ lê vô hoa tay đã sờ về phía không nên sờ của bà nghe nói gần đây ngươi và cái tên gì mà viên cương qua lại rất thân mật không phải là động lòng ưng ý hắn rồi chứ làm gì có tên nghiêu hữu đạo đó đích thực là một nhân tài ta chẳng qua là muốn thông qua người bên cạnh nghiêu hữu đạo và nghiêu hữu đạo để rút ngắn quan hệ mà thôi Ngươi là người của ta, muốn cho ta làm người của ngươi rất đơn giản, cưới ta là được rồi, trưởng công chúa triệu quốc, ngươi dám cưới không? Ngươi cũng chỉ là dám chiếm tiện nghi mà thôi, ưng. Lời nói đến đây, đã bị ôm lên giường, lưu phương quán, dọc đường quay về tâm tình viên cương có chút nặng nề, giang lưới ở cả triệu quốc, đây là triều đình Yến quốc đã động thủ với đạo gia, tình cảnh đạo gia nguy hiểm. Trở lại viện tử, nhìn thấy ngụy đa, vừa đóng cửa, thấp giọng nói, đạo gia gặp nguy hiểm, chúng ta không thể đợi thêm nữa, việc giải cấm chế trên người ngươi chỉ có thể đợi sau này tiếp tục, ta bây giờ muốn động thủ. Ngụy Đa gật đầu, được, viên cương, ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc, ta đi gây ra động tính, vừa có động tính, ngươi lập tức thừa dịp hỗn loạn thoát thân trước, ta đi theo sau tìm ngươi, chúng ta ra khỏi cửa gặp mặt ở giao lộ đầu đường ở con phố phía bên phải. Được, Ngụy Đa ra sức gật đầu, nhiều thuốc tích chữ, tiếng động có thể hơi lớn, người đừng hoảng hốt, cũng đừng nghĩ nhiều, vừa có tiếng động lập tức đi hiểu chưa biết biết rồi ngụy đa gật đầu lần nữa viên cương lập tức đi vào buồng trong ôm bình rượu ra rời khỏi tiểu viện ngụy đa mau chóng thu dọn hành lý viên cương ôm bình rượu đi đến hoa viên lưu phương quán đi đến một mảnh bên trong hòn non bộ bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái quỳ xuống vươn tay từ dưới đáy của hòn non bộ lấy ra một bao giấy dầu gỡ giấy dầu ra kéo ra một sợi giống dây thừng dẫn trên mặt đấy đùng bình rượu ở trên góc hòn non bộ nổ ra một cái động chút ra vật thể màu đen dạng cát đổ trồng chất lên trên vật thể dạng dây thừng sau đó sách bình rượu đứng dậy bước đi một đường bước đi cát mịn màu đen một đường đổ xuống trên đường phía sau lưng hắn ta lưu lại một vệt màu đen thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cảm giác trọng lượng bình rượu trong tay bộ dáng niềm nhiên như không đi đến bên cạnh một cái bình trực tiếp ngồi lên trên bậc thang để bình rượu xuống phía bên cạnh trong lòng lấy ra cây châm lửa chú ý đến hai nha hoàn từ phía bên cạnh hòn non bộ đi qua, đợi một lúc, đợi đến sau khi hai nha hoàn đi xa, kéo bật lửa trong tay ra thổi đốt, châm lên trên đống cát đen trên mặt đất. Xì, một trận khói bốc lên, một giải tia lửa thuận theo đường đi đống cát đen đi nhanh chóng. Viên cương nhắc bình rượu lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi, đi về phía rừng cây. ầm, um, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sơn giả nổ ra vang tung tóe, cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Viên cương bước một bước xa, bay nhào vào trong rừng cây, sức nổ ngay lập tức xông đến, phá hủy cây cối hoa cỏ, viên cương lách người trốn phía sau một cây đại thụ, mấy tảng đá to gào thét bay tới, mặt đại thụ nghênh đón trận nổ bị một tảng đá đập cho vụn gỗ bay tán loạn. Chương 228, bắt. Toàn bộ người lưu phương quán đều lắc lư một trận, ngồi trên ghế mơ hồ, đang đi trên đường cảm giác mặt đất chấn động. Tiếng động đinh tai nhức óc kia làm cho mọi người giật nảy mình. Đây chính là tiếng động kia, Ngụy Đa run chân chấn kinh sau đó vác bọc lên quay đầu chạy. Tu sĩ bốn phương tám hướng lóe ra hiện thân, trèo lên cao cùng nhìn về một hướng, nguyên một đám nghi ngờ không thôi, không biết đã phát sinh chuyện gì, không ít người bay vút về phía khói lửa nổi lên. Viên cương xông đến bên phía tường rào tung người một cái vượt qua, rơi xuống bên ngoài lưu phương quán, cúi đầu bước nhanh về phía đường chính. Bách tính đầu đường, nguyên một đám ngây người như phóng, nhìn về phía lưu phương quán mây mù bốc lên. Vừa, vừa rồi, giao lộ đầu đường, nhìn thấy viên cương đi đến ngụy đa lắp bắp nghi ngờ hỏi viên cương giật lấy cánh tay hắn một cái thấp giọng nói tranh thủ bây giờ nhanh chóng chạy ra khỏi thành một khi phong thành rồi thì khó chạy hai người nhanh chóng xuyên qua đám người mù mịt đần độn đầy đường rời đi trong phủ thứ sử hải như nguyệt sau khi vui mừng mượn rượu mời đi vào trong mộng đẹp bị một tiếng thiên lôi kia làm cho chấn động bất thình lình ngồi dậy có thể cảm nhận được dư chấn dưới đất nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài chuyển đến thân thể trần chuồng nhanh chóng bước xuống giường giật áo vội vàng mặc vào cuối cùng tóc tai bù xù rời khỏi phòng thấy sắc trời trong xanh tươi đẹp không giống bộ dạng xét đánh nhìn thấy đám nha hoàn thảo luận díu ra díu rít quát vừa rồi xảy ra chuyện gì đám nha hoàn đều lắc đầu không biết trên cổng thành tiếng cong cong bây giờ vang lên viên cương và ngụy đa vừa ra khỏi thành quay đầu nhìn một cái chỉ thấy thủ vệ cửa thành đang ngăn cản đoàn người ra vào cửa thành đang chậm rãi đóng lại ngụy đa đang âm thầm vui mừng không thôi may là viên cương chuẩn bị chu toàn từ đầu đã nghiên cứu kỹ tuyến đường ra khỏi thành nhanh nhất, cái này nếu như chậm trễ thêm một chút, muốn ra khỏi thành e là khó rồi. Đi, viên cương gọi gã nhanh chân rời khỏi, đồng thời nhắc nhở, đoán chừng không bao lâu nữa, đường qua lại bốn phía lui tới Kim Châu có thể phải thiết lập tầng tầng chạc, để chắc chắn e là phải đi đường núi một quãng thời gian. Không, không, việc gì, vừa, vừa rồi, tiếng nổ kia, là đồ do ngươi, đập, đập, hay sao, không hiểu rõ thì đừng nhiều chuyện như vậy lưu phương quán một cái kiệu đi tới dưới hàng ngũ hộ vệ trực tiếp đi đến nơi bắt nguồn của tiếng nổ dừng chân hải như nguyệt chỉnh đốn đơn giản một chút chui ra khỏi kiệu dọc đường nhìn thấy hố sâu cực lớn trên mặt đất bà ta nhớ rõ chỗ này có mấy hòn non bộ lúc này đều không thấy bóng dáng đâu lại nhìn thấy cây cối hoa cỏ bốn phía trong phạm vi lớn cũng không thấy bóng dáng xa một chút có cây nghiêng đổ nhổ tận gốc có cây bị tàn phá tà tơi đình viện ở gần sụp đổ hoàn toàn kiến trúc ở xa bị đập sứt mẻ gạch ngói, đổ nát thê lương. Lê Vô Hoa đã đến trước một bước, đang chắp tay kéo căng mặt đứng cạnh hố sâu. Hải Như Nguyệt chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, nghi ngờ không thôi nói, trưởng lão, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lê Vô Hoa lắc đầu, không rõ ràng lắm. Hải Như Nguyệt, trưởng lão cũng chưa chứng kiến qua động tĩnh này sao. Lê Vô Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, suy tư nói, dựa theo kinh nghiệm của ta nhận xét, hẳn là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vừa khéo đập xuống nơi này, mới có thể phát ra tiếng động lớn đến như vậy hải như nguyệt cũng nhìn trời một chút lại nhìn nhìn hố sâu trên mặt đất nghi hoặc nói thiên thạch đâu lê vô hoa phỏng chừng là đập nát rồi thì ra là như vậy hải như nguyệt nhẹ gật đầu quay đầu gọi chu thuận đến khẽ phân phó truyền tin tức ra đây là thiên thạch từ trên trời rơi xuống chính là điềm lành trấn an lòng dân tạo một tảng thiên thạch diễu phố thị chúng để dẹp bỏ tin đồn vâng chu thuận đáp lại lê vô hoa quay đầu nhìn bà một cái khẽ mỉm cười người phụ nữ này về mặt chính vụ vẫn là rất có nghề ngược lại cũng không làm cho mình khó ăn nói với sư môn hải như nguyệt quét mắt nhìn trung quang một lượt quay người hỏi người phụ trách bên này nghe nói có người bị đạp thương rồi viên cương tiên sinh ở viện tử phía tây không sao chứ người phụ trách yếu ớt nói không thấy người nữa rồi mặt mày hải như nguyệt dựng đứng cái gì mà không thấy người nữa rồi người phụ trách có thể là thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn rồi chạy rồi hải như nguyệt cười lạnh một tiếng ngay cả một người hạ cấm chế tay trói gà không chặt cũng không giữ nổi người còn có thể làm gì phất ống tay áo một cái khí thế tràn đầy lập tức có vài người chạy đến kéo người phụ trách lôi đi trưởng công chúa trưởng công chúa lờ đi tiếng cầu cứu đau thương kia hải như nguyệt gọi một tướng lĩnh đến lập tức phong bế cửa thành lục soát cho ta tướng lĩnh ôm quyền nói hồi trưởng công chúa trước đó bên này vừa trao đổi tin tức mà tướng đã ra lệnh phong thành truy nã tốt hải như nguyệt có chút tán thưởng nói cần phải bắt được người đường sông ngoằn nghèo một cây cầu hình vòm bắt ngang bên cạnh đầu cầu có một tòa dịch trạm một đội nhân mã đi qua cầu thủ lĩnh là một tên sĩ quan dâu quai nón cưỡi trên con ngựa cao to sau lưng là trăm tên bộ tốt nhân mã đên bên ngoài dịch trạm thì dừng lại sĩ quan dâu quai nón trên lưng ngựa loảng choạng dẫn mười mấy người chậm rãi tiến vào dịch trạm chỗ này vừa nhảy xuống ngựa dịch trưởng vội vàng chạy đến chắp tay cười nói thì ra là vương bách phu trưởng đại nhân đây là muốn đi đâu? Sĩ quan dâu quai nón chậm rãi xoay người nói, việc của ta là chuyện ngươi có thể hỏi hay sao? Trước tiến làm cho ta hai bàn rượu thịt, được thôi, ngài đợi chút, dịch trường đáp lại, quay đầu lập tức gọi dịch tốt bận rộn. Sĩ quan lệnh một đám thủ hạ cốt cán vào trong lều ngồi, có người ôm hũ rượu trước chạy đến, hi hi ha ha uống trước. Một tên dịch tốt ôm một bó củi vào phòng bếp, khi đi qua bên này, một tên ngũ trưởng thả bát uống rượu xuống, lặng lẽ rời khỏi băng ghế bám đuôi, dây thừng trên eo tháo trên tay, bước nhanh về phía trước một bước, dây thừng ràng buộc, trực tiếp ghim chặt miệng tên dịch tốt kia, thủ pháp trái lại gọn gàng nhanh chóng. Xoạt, củi đốt rơi xuống đất, dịch tốt kia liền muốn phản kháng, bên cạnh nháy mắt xông ra mấy tên quan binh, trực tiếp nhấn dịch tốt kia té xuống đất, người ghim cánh tay, kẻ nhấn chân, giống như giết một con heo. Ngũ trưởng siết dây thừng níu chặt không buông, một cái đầu gối gắt gao chỉa vào sau lưng dịch tốt kia, khiến cho gắt gao đè trên mặt đất dịch tốt kia liều chết ô ô, thế nhưng dây thường siết chặt trong miệng, mặt cũng bị siết chặt vào trong, đâu còn có thể nói ra từ nào. Dịch tốt trong dịch trạm xôn xao một hồi, hơn trăm nhân mã bên ngoài cũng là nghe tin lập tức hành động, hơn chục người lách qua dịch trạm vây quanh, xông vào, có người kéo cung tiến hướng về phía đám dịch tốt kia. Dịch trương đang ở bên cạnh bách phu trưởng trợn mắt hốc mồm, sững sờ hỏi, đại nhân, đây là có ý gì? Bách phu trưởng uống một bát rượu, đứng dậy, đi về phía dịch tốt bị nhấn trên mặt đất kia nhấc cái cầm lên, hỏi, người này có phải tên mới đến kia không? Dịch trưởng sợ hãi gật đầu, vâng, không biết hắn ta đã đắc tội gì với đại nhân. Hừ hừ, bách phu trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tìm ra phòng của hắn ta, lục soát cho ta. Một đám người xông vào gian phòng bên trong dịch trạm, lật tung tất cả lên để lục soát. Về phần dịch tốt trong dịch trạm, bao gồm cả dịch trưởng trong đó, toàn bộ tập trung cùng một chỗ quỳ xuống đất ôm đầu, bên cạnh có đao thương sáng loáng canh phòng. Không bao lâu sau, có người từ bên trong gian phòng của dịch tốt sách ra một cái lồng chim chứa kim xí, sí, đi đến trước mặt tung ra một bước chân dung, đại nhân, tìm ra rồi. Bách phu trưởng nhìn kim xí sí trong lồng, lại nhìn nhìn bước chân dung kia, kha kha một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dịch tốt bị nhấn trên mặt đất, quả nhiên có vấn đề, đây là người phía trên cần, chừng trị cẩn thận, đừng làm chết. chương 229, viên phương trở về một